Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo của podcast Người trong môn nghề. Thời gian gần đây thì nghề UX UI hiện giờ đang là một trong những cái lựa chọn mà rất nhiều bạn trẻ cũng quan tâm, nhưng mà có lẽ là thông tin hoặc là cái sự tiếp cận thì nó không được quá tốt. Do đó là rất nhiều bạn có thể là vẫn đang có những cái hiểu lầm về cái công việc này. Vậy thì ngày hôm nay thì trong số podcast Người trong môn nghề tuần này, mình có mời đến đây một người anh. Mình nghe anh có kinh nghiệm rất là lâu năm, cũng đồng thời là một người anh mà mình đã quen chắc đến bây giờ phải tầm khoảng 8 năm anh Trung nhỉ? 8 năm. Anh Trung là một UX UI designer, thậm chí cũng là một người có giảng dạy về cái lĩnh vực này luôn. Ngoài thực hành thì còn giảng dạy nữa. Vậy thì trước khi mình bắt đầu thì anh Trung có thể giới thiệu một chút về bản thân anh được không? Ok, cảm ơn Việt Anh. Đầu tiên chắc là anh cảm ơn Việt Anh và team Spider Room đã tổ chức ra cái phần podcast này, và anh cũng có cái cơ hội để nói chuyện với các mọi người. Thì anh là Trung, hiện tại thì anh đang là founder tại Wix Foundation. Thì bọn anh thì đang tổ chức ra những cái phần lớp học cho mọi người trong những lĩnh vực UI UX. Ngoài ra thì anh vẫn đang làm Head of Design tại Silcommerce. Thì bọn anh là một cái bọn anh xây dựng cái app ở trên nền tảng Shopify. Đó, thì bọn anh gọi là một cái web builder. Đó, thì cái tập khách hàng chính của bọn anh thì sẽ là ở châu Âu và ở Mỹ. Đó, thì đấy là những cái phần công việc của anh đang làm. Ngoài ra những cái thời gian rảnh thì anh cũng rất là hay tham gia những cái hoạt động về cộng đồng khác. Ví dụ như bọn anh cũng xây dựng ra một cái cộng đồng gọi là UXVN chẳng hạn. Đó, thì cũng thường xuyên tổ chức những cái hội thảo này hoặc là những cái phần event để có thể chia sẻ thêm nhiều kiến thức đến cả mọi người hơn. Cái có điểm chung là tất cả những cái vị trí đấy của anh là đều liên quan đến UX đúng không? Yes, chính xác, đúng không? Tất cả mọi thứ xung quanh UX. Anh có một cái đam mê, em nghĩ là anh sẽ có một cái đam mê khá là đặc biệt với UX. Thì cho em hỏi là cái hành trình đến cái công việc này của anh là như nào? Anh làm nó bao lâu? Ok, thực ra ấy, nếu mà anh ở trong ngành design thì anh ở khá là sớm. Thì là năm 2019 là cái năm đầu tiên mà anh có gọi là một cái full time job về title là design. Nhưng mà thực ra thì cái vấn đề nó sẽ như thế này. Thực ra anh vẫn nhìn thấy cái vấn đề đấy các bạn trẻ bây giờ vẫn đang gặp, và thực ra đấy cũng là một cái mà anh chia sẻ rất là nhiều. Liên quan đến cái việc là thực ra khi mọi người đi làm vài năm rồi, mọi người phát hiện ra là tốt chỉ đấy nó sai, đúng không? Ban đầu chúng ta chỉ để đi học, để đi làm, để có một cái công việc và mình cảm thấy ok cái sự ổn định, hoặc là mình có một cái công việc full time job nó là ok rồi. Nhưng sau đấy vài năm anh hay gọi nó là tự nhiên là khủng hoảng tuổi 25. Và đến giai đoạn mình phát hiện là cái nghề nó hợp với mình không nhỉ, tại sao mình đi làm mình không cảm thấy vui, mình có muốn thức dậy buổi sáng ngày hôm nay hay là không. Thì anh cũng đặt những câu hỏi cho mình rất là nhiều. Thì chắc là đến giai đoạn cỡ khoảng 2014 là anh bắt đầu phát hiện ra là trong những cái ngành design của anh có một ngành nó gọi là UX design. Thì tại thời điểm đấy thì trên thế giới nó không quá là mới, nhưng ở Việt Nam thì nó vẫn còn rất là mới cho những cái phần thuật ngữ kiểu như vậy. Thì anh mới tìm hiểu thêm, thì anh mới phát hiện ra là cái này nó require rất là nhiều những cái phần kỹ năng về empathy, kỹ năng về phân tích, kỹ năng về hiểu về con người, xong rồi vẫn thích những cái đẹp. Thì mới là đây chính là những cái mà mình cảm thấy bị thiếu cho những cái phần công việc trước. Ví dụ ngày xưa thì anh có một gian khá là dài làm graphic design chẳng hạn. Thì hầu hết nó sẽ liên quan đến cái yếu tố thẩm mỹ nhiều hơn và liên quan đến yếu tố truyền thông nhiều hơn. Thì những cái niềm vui sau khi anh làm những sản phẩm ấy, nó qua rất là nhanh, như kiểu là khoảng vài ngày sau thì anh cảm thấy nó không còn cảm giác gì với cả cái phần đấy nữa. Thì về sau khi mà trong quá trình anh reflect, anh nhìn lại thì là rõ ràng là anh đang không require hết cái con người mình, những cái phần bộ não của mình nó không được phát huy hết. Thì mình sẽ thấy là có một cái ngành mà nó require tất cả mọi thứ trong cả cái vấn đề đấy, cả não trái, cả não phải, cả tư duy logic lẫn cái tư duy về mặt nghệ thuật, nó đều phải require rất là nhiều. Thì anh mới tìm hiểu sâu hơn, và khi anh đi càng sâu hơn thì anh sẽ càng thấy là nó là một cái nghề mà nó rất là dành cho mình. Đó, đấy là lý do vì sao mà suốt từ năm 2014 đến bây giờ thì anh rất là straightforward vào cái phần con đường này. 2014 tức là đến nay là được gần chục năm. Thì bản chất là trong cái quá trình đấy thì anh có nhìn thấy sự thay đổi của ngành chắc là cũng phải nhiều đúng không? Có, chúng ta có rất là nhiều cái sự thay đổi của ngành trong vòng nhiều năm qua. Thì chắc là anh sẽ đi giai đoạn đầu tiên cỡ khoảng năm 2014 luôn. 2014 luôn thì nó chính là 2014, chắc là nó đến khoảng tầm vài năm 2014, 2016, 2017 gì đấy. Trong ngành lúc đấy nó sẽ tại thời điểm đấy thì cái thuật ngữ UI UX nó cũng tương đối mới. Và lúc đấy ngày trước thì bởi vì người ta chủ yếu làm về website nên nó gọi là web designer. Đó, xong rồi về sau thì nó gọi đến chuyển sang thành UI UX designer. Xong rồi mọi người mới bắt đầu đi tìm hiểu, thế thì UI nó là cái gì, xong rồi UX nó là cái gì. Đó, bây giờ nhìn lại thì kể cả UI UX designer giai đoạn đấy thì vẫn làm thiên về UI nhiều hơn, tức là mình chỉ lo cái tầng interface thôi, chứ cũng chưa hẳn là phân tích được về những cái yếu tố về việc là cái người dùng cần gì, tại thời điểm nào họ cần trả lời những cái câu hỏi hoặc gì. Thì về sau anh thấy là ở thị trường Việt Nam cỡ 2017, 2018 đổ đi ấy,
Thì đấy, thì nhờ những cái community, nhờ mà có những cái event mà dự nhà trước thì anh quen anh Thái Lâm, anh chính là founder của XVN. Thì anh bắt đầu tổ chức ra những cái phần event, có thể mời những cái phần diễn giả global xuống ở về Việt Nam, những cái người làm ở Adobe, những người làm ở Grab đó. Thì mình về mình bắt đầu tiếp cận được nhiều cái kiến thức hơn, mấy cả lúc đấy thì cái kiến thức nó cũng bắt đầu gọi là dần trở nên dễ tiếp cận hơn nữa. Thì mọi người bắt đầu hiểu hơn về cái ngành này. Thì đồng thời đấy cũng là một giai đoạn mà mọi người sẽ thấy là những cái ở Việt Nam như kiểu chuyển đổi số này, xong cái ngành công nghệ nó được phát triển, thì cùng đi lên với cả cái ngành công nghệ đấy thì là cái UI UX nó cũng đi lên rất là nhiều. Tại vì hiện tại thì cái đầu ra chính UI UX vẫn sẽ là làm về website và làm về app rất là nhiều, thì cái demand chung của thị trường tăng, thì anh sẽ nhìn thấy giai đoạn đấy là một cái sự bùng nổ về cái ngành UI UX tại Việt Nam trong giai đoạn đấy. Thì sau đấy thì chắc là đến cỡ khoảng năm 2021-2022 gì đấy, thì cũng cùng đợt với cả dịch đấy, thì bắt đầu mọi thứ nó bắt đầu trùng xuống một tí. Đó, thì cái ngành thì nó vẫn sẽ phát triển, nhưng mà cái demand về mặt, tức là bởi vì cái demand nó bị giảm, nên cái xu hướng tuyển dụng xong rồi các cái mức lương thì nó cũng bắt đầu có thể giảm đi một chút. Thì cùng cái đấy thì anh sẽ nhìn thấy cái sự thay đổi về cái gọi là những cái kỹ năng của mọi người trong từng cái phần giai đoạn nhé. Cái giai đoạn đầu như anh vừa nói là trong khoảng 2014, 2016, 2017 ấy, thì mọi người chủ yếu thiên về mặt gọi là visual UI thôi. Thực ra đoạn sau thì nó vẫn hơi theo cái line như vậy một chút, nhưng mà bây giờ tại vì có cái sự hội nhập khá là nhiều nên là người ta bắt đầu nhìn thấy là nó cần require nhiều kỹ năng khác. Nếu ông design mà không biết làm về research, không biết cách về phân tích về người dùng, không biết những cái logic đằng sau để đưa ra cái phần quyết định đấy, thì nó bắt đầu dần không đủ nữa. Thì bắt đầu chỉnh ra hai cái nhánh, một nhánh là mọi người vẫn sẽ chạy theo cái con đường cũ, một nhánh thì mọi người bắt đầu hỏi nhiều hơn, thắc mắc nhiều hơn và muốn đưa ra nhiều cái phần quyết định cho mình hơn. Thì giai đoạn đấy thì anh sẽ nhìn thấy nó bắt đầu chia ra những cái phần vai trò rất là riêng, trong việc là UI design là UI design, UX design là UX design, UX research là UX research. Nhưng mà tại thời điểm mà khi anh nhìn mấy năm gần đây, khi mà kinh tế nó đi xuống, thì anh phải phát hiện ra là các cái nhà tuyển dụng lại có một cái xu hướng là họ không muốn chia nhiều vai như vậy nữa. Tại vì trong cái việc là nếu mà trong một team mà chia ra quá nhiều vai như vậy thì cái lợi ích nhất đương nhiên là chuyên môn sâu, nhưng cái khó nó sẽ là cái việc gọi là collab giữa tất cả những cái vấn đề đấy, nó sẽ bị mất thời gian hơn, và quan trọng hơn là vấn đề chi phí tăng. Và khi anh nhìn thấy vấn đề mà chi phí tăng thì anh sẽ nhìn thấy cái xu hướng của các cái nhà tuyển dụng bây giờ có xu hướng là sẽ tuyển một vai trò nữa là product design nói chung luôn. Và thực ra ông đấy require kỹ năng UI thật tốt, research vẫn phải biết làm, UX vẫn phải tốt. Tức là gần đây anh sẽ nhìn thấy là những cái phần demand và cái standard của thị trường bây giờ ấy, phải làm tốt tất cả mọi thứ. Đó, thì đấy là anh thấy nhìn cái sự thay đổi qua nhiều năm qua. Thì tổng kết lại thì anh sẽ thấy một vài điểm, đấy là mọi thứ nó trở nên khó khăn hơn. Rất nhiều bạn ngày xưa anh thấy là với một kỹ năng tương đối bình thường, mọi người có thể đạt được mức lương tương đối cao, nhưng bây giờ thì là cạnh tranh siêu kinh khủng luôn. Ví dụ như là khi anh tuyển bây giờ có những bạn mà khi bạn trẻ 2002, 2003, anh cảm giác anh có thể tuyển các bạn đấy với một mức lương X chẳng hạn. Và nó thấp hơn chỉ bằng 2/3 so với cả những người đã có kinh nghiệm, nhưng bạn ấy lại có khả năng làm được gấp đôi. Mọi người dễ tưởng tượng là cái phần standard của ngành càng ngày nó càng cao lên như vậy. Thì thì đấy là anh quan sát cái sự thay đổi ngành thì một vài điểm như vậy. Nhưng mà thế cho em hỏi thêm một tí là ví dụ với các bạn trẻ thì anh có nhìn thấy rằng các bạn ấy, như anh vừa nói là các bạn có thể làm được gấp đôi so với những người mà senior hơn, đúng không? Lớn tuổi hơn. Thì trong cái ngành này liệu cái lứa tuổi nó có ảnh hưởng không anh? Thực ra thì mọi người sẽ hay nói về cái vấn đề lứa tuổi khá là nhiều. Mọi người sẽ nghĩ là cái ngành design 30, 35 tuổi gì đấy là không nên làm cái ngành này nữa chẳng hạn, nó đào thải quá là nhanh. Thì ngày bé thì anh tức không phải ngày bé, ngày khoảng đấy 7-8 năm trước thì anh cũng không nghĩ nhiều về cái chuyện đấy. Nhưng mà sau khi anh quan sát nhiều về cái sự gọi là đào thải, như kiểu cái lứa của anh bây giờ rất ít người vẫn còn làm design tiếp chẳng hạn, hoặc là vẫn còn đang theo cái ngành này, thì anh phát hiện là nó không phải do lứa tuổi, mà nó ra một cái nó do cái khả năng thích nghi. Tức là về bản chất ở đây cái việc giữ mọi người lại không phải lứa tuổi, mà là cái growth mindset của mọi người. Mọi người có muốn adapt, mọi người có muốn học hỏi những cái phần kiến thức mới hay là không. Có những bạn bây giờ đã rất là cũng chưa là như kiểu tuổi anh chẳng hạn, thì là cũng hơn 30 tuổi, anh 33, 34 tuổi. Thì có nhiều anh chị còn lớn tuổi hơn, nhưng khi mọi người vẫn giữ được cái phần growth mindset đấy, mọi người vẫn adapt tiếp, mọi người vẫn tiếp tục học thêm, thấy bất cứ cái gì mới, cái gì quan trọng mọi người học, thì anh vẫn thấy là cái chặng đường của mọi người càng ngày nó càng mở rộng ra. Tại vì lúc đấy cái khả năng mọi người học được nhiều, kiến thức mọi người biết nhiều, mọi người có thể làm được nhiều việc. Nhưng cái mà anh thấy là khi mọi người hay đổ lỗi cho nhiều tuổi ấy, thì nó lại do là lúc đấy mọi người ok, nó là tôi bận, tôi có gia đình, và gần như là anh phát hiện ra có một thế hệ
là mọi người dừng lại, mọi người không muốn học nữa, mọi người chỉ tìm kiếm sự ổn định thôi. Tức là ok, tôi đã làm được một việc rồi và tôi vẫn muốn làm việc đấy mãi. Mọi người nói là nhiều năm kinh nghiệm, nhưng mà đối với anh là rất nhiều trường hợp mọi người chỉ là làm một việc trong nhiều năm thôi, thì nó không gọi là năm kinh nghiệm, nó chỉ là năm làm việc thôi, thì gần như trong nhiều năm mọi người không tiến bộ gì cả. Thì đấy là một thế hệ mà người ta muốn dừng lại và người ta tìm kiếm, ok tôi chỉ muốn đến đến thế thôi. Nhưng mà ok, họ có thể lựa chọn như vậy, nhưng mà rất là nhiều ngoài kia, những bạn trẻ hơn, những cái bạn mà đang khao khát sự phát triển hơn, mọi người try hard, mọi người cố gắng, thì tự nhiên đến một lúc mà cái nhu cầu tuyển dụng người ta sẽ nhìn thấy là có những option tốt hơn, thì tự dưng đấy thì cái sự đào thải nó sinh ra. Nên anh nhìn lại thì tức là nó không phải do lứa tuổi nào mà mình không có cái phần growth mindset và mình không muốn tiếp tục tiến lên ấy, thì giờ nó sẽ bị đào thải thôi. Tất nhiên đặc thù trong cái ngành này, nó là một cái ngành liên về công nghệ, nó có những cái nó sẽ thay đổi khá là nhanh, và cái công nghệ nó cập nhật rất là nhiều luôn. Ví dụ như là chỉ khoảng tầm vài năm qua thì ban đầu như kiểu Adobe là cái người mà là cầm chùm trong cái lĩnh vực thiết kế, sau đó Sketch có thể đánh bật được Adobe, một cái startup rất là nhỏ có thể đánh bật được Adobe trong lĩnh vực làm về UI UX design, sau đó là Figma. Tức là cái sự thay đổi rất là nhanh, chưa kể tất cả những cái phần công cụ hay là những cái phần diễn biến khác. Thì bởi vì cái nhanh như vậy nên là cái khả năng adapt của mình mà càng thấp thì mình bị đào thải càng nhanh và không phải do lứa tuổi. Thì đấy là anh nghĩ là cái đáp án của anh. Em cũng nghĩ là đứng trên vai trò người đã từng tuyển dụng khá nhiều thì em cũng khá đồng tình với quan điểm đấy. Em khá thích cái câu của anh nói là mọi người cứ nói là nhiều năm kinh nghiệm, thực chất nó là nhiều năm làm một việc, nhưng không hẳn là kinh nghiệm. Thì thực sự thì em cũng có nhận thấy một điều, tức là một cái xu hướng. Nhưng đương nhiên cái xu hướng này thì mình cũng không tức là mình cũng không thể gọi là khái quát hóa được, nhưng mà em có nhận thấy là ví dụ với cái tốc độ phát triển hiện tại, rõ ràng là với cá nhân em thôi, em nhìn vào cái công việc thì nó biến đổi nhanh hơn ngày trước khá nhiều. Ngày xưa ví dụ như kể cả với content mà em là dân ngay từ đầu với anh em mới gặp nhau là cũng gọi là content rồi viết lách vân vân, thì đến bây giờ thực sự sau ChatGPT thì nó hoàn toàn nó thay đổi insane. Nó thay đổi hoàn toàn, và em nghĩ là cái tốc độ nó chỉ có càng ngày càng nhanh hơn thôi. Và cái câu chuyện ở đây là nếu mà mình không ngừng học hỏi hoặc là mình không ngừng gọi là ít nhất phải biết về chuyện đấy thì mình mới có thể phát triển được. Còn nếu mà giả sử mà đặc biệt là ví dụ các bạn trẻ bây giờ thì các bạn được tiếp cận sớm quá, em nghĩ là các bạn ấy cũng có những cái gọi là mà không may thì cũng có. Không may ở đây là ví dụ các bạn thì sẽ có nhiều thứ gọi là gây nhiễu và gây đi stress quá nhiều hơn, nhưng mà vấn đề ở đây là cái may của các bạn là các bạn đã được tiếp cận những thứ công nghệ, những thứ gọi là những cái đường hướng mà tiết kiệm rất nhiều thời gian từ rất sớm. Thế nên là đôi khi nếu mà mình không thừa nhận, không nhìn những cái việc đấy mà mình cứ gọi là bám vào cái hào quang quá khứ là ngày xưa tôi làm chuyện này chuyện kia, cách này cách nọ nó luôn đúng, thì thực sự là cũng hơi nguy hiểm, hơi có vấn đề. Đó. Mình cũng có nói từ nãy giờ về câu chuyện nói khá sâu về, tức là cũng chia sẻ khá nhiều về UX UI, nhưng mà em quên mất chưa hỏi anh là mình thì có một tập khán giả là những người em nghĩ là có rất nhiều người không hiểu UX UI design là cái gì. Vậy thì để giải thích với một người ví dụ như là hoàn toàn không có chút kiến thức gì một cách dễ hiểu nhất thì anh sẽ giải thích UX UI design là cái gì. Ok. Thực ra cái khi cụm từ UX UI và nó đứng cạnh nhau thì ra nó cũng sẽ có khá là nhiều cái nó bị mix vào với nhau để mà nói. Thì anh sẽ nói về những cái mọi người dễ tiếp cận trước. Thì thường khi mà có ai đấy hỏi anh mà như kiểu họ đứng ngoài ngành ấy, thì anh cũng sẽ trả lời nhanh là mình sẽ làm những cái website và làm những cái app. Đó, thì mọi người sẽ nghĩ ra, tức là mọi người thường quen với cả một cái gì để cầm nắm được, nhìn thấy được thì mọi người dễ hình dung hơn. Thì đấy là cũng cả cái outcome của cái này, nhưng mà nó không dừng lại ở cái phần việc đấy. Ví dụ như là trước đây thì cái việc gọi là vẽ một cái website thì mình cứ nghĩ là nó có mấy cái tính năng thì mình vẽ ra, xong rồi mình thấy là có những cái app nào tương tự thì mình có thể dựng lại nó như vậy. Thì nhưng thực ra nó không phải, cái câu chuyện nó sẽ giống như này hơn. Tức là dưới nó cũng khá là nhiều tầng khác nhau nhé. Có một tầng thì mình chỉ cần làm lại như thế vẫn là ok. Nhưng mà cái anh đang muốn hướng tới và anh đang muốn cũng có thể nói như nào, định nghĩa mới cho cái ngành, thì nó sẽ như này. Tức là anh sẽ nghĩ rằng là UI UX sẽ là nên là những cái người có thể định nghĩa được những thứ mới. Ví dụ nhé, tại thời điểm mà Airbnb ra đời thì mọi người nghĩ là Airbnb là cái vấn đề gì? Họ là một mô hình cho thuê phòng đúng không? Cho thuê phòng thì trước đấy Booking đã có rồi, Agoda đã có rồi. Thì thực ra họ đang giải quyết vấn đề gì? Thực ra ấy, họ không vấn đề là cho thuê phòng. Họ giải quyết cái vấn đề là cái người mà đi du lịch, họ muốn không chỉ là đến, tức là em không phải là muốn đi Seoul, muốn đi Tokyo,
mà quan trọng hơn là em muốn trải nghiệm được một cái cảm giác local tại địa điểm đến. Thì toàn bản chất họ bán cái cảm giác local đấy cơ. Nhưng mà trước đây thì sao? Trước đây thì người ta đến, người ta thuê khách sạn đúng không? Traveloka, Booking nó thuê về mặt khách sạn khá là nhiều. Thì người ta đến nó không cảm giác địa phương đấy. Nhưng mà khi mà ta tìm ra một cái nhu cầu là à, tôi cần một cái cảm giác local đấy. Thì nếu mà bạn nào mà làm sản phẩm đủ sâu ấy, thì đấy đã là công việc của ông làm UX rồi. Tức là phải tìm ra một cái demand mới. Khi mà ví dụ nhé, cụ thể hơn, ví dụ cũng là Airbnb. Trong cái đoạn khi mà họ phát triển thì họ phát hiện ra là cái luồng mà đặt phòng của họ ấy, khách hàng vào họ drop rất là nhiều ở những cái phần trang mà xem phòng. Họ lại nghiên cứu tiếp. Cái nghiên cứu tiếp thì họ phát hiện ra là người ta vào đến cái trang đấy, người ta rời đi đúng không? Xong rồi tiến hành phỏng vấn, cái nghiên cứu định tính thêm. Người ta phát hiện ra là à, vào người ta đi bởi vì là cùng vào cái ảnh căn phòng ấy nó không đẹp. Thì lúc đấy Airbnb nó mới nghĩ ra những cái phần giải pháp như là ok, tôi sẽ bắt đầu khá là thủ công. Tôi sẽ thuê thợ chụp ảnh đến để tôi chụp ảnh những cái phần căn phòng đấy ở một cái scale rất là nhỏ. Và nó sau khi nó scale được cái mức độ nhỏ đấy xong, nó phát hiện nó đưa ra một cái nó gọi là bộ tiêu chuẩn guideline ảnh. Tức là bây giờ nó sẽ hướng dẫn là ok, bất cứ những cái host nào mới vào Airbnb nó sẽ được nhận một cái guideline để ok, bạn ấy set một căn phòng như thế nào, ánh sáng ra làm sao, chụp ảnh như thế nào và bạn up ảnh như thế nào để gọi là đạt cái tiêu chuẩn phòng. Đó, thì nó nâng cái chất lượng ảnh lên. Thì ý anh là toàn bộ cái quá trình đấy, toàn bộ cái quyết định đấy thì ngày xưa mọi người không nghĩ rằng đấy là việc của UX hoặc là làm research. Tức là anh đang nói đến một cái term rộng hơn là product designer. Thì toàn bộ cái scope đấy đã thuộc sẵn rồi. Đó, nhưng ngày xưa mọi người chỉ nghĩ là mọi người vẽ cái màn hình thôi. Nhưng nó không đơn giản đến cái mức độ đấy. Thế thì ai sẽ là người nói cái insight đấy, ai sẽ là người đưa ra cái phần statement đấy. Và nó có thể thay đổi rất là nhiều. Tại vì cuối cùng ấy, cái mà đấy, khi mà nói UX design nhé, nó gọi là deliver một cái trải nghiệm của người dùng. Trải nghiệm người dùng nó là gì? Bản chất nó rất đơn giản. Nó yêu cái về mặt cảm xúc. Đó là người ta cảm thấy như thế nào khi trải nghiệm một thứ gì đấy. Khi mình bước vào một căn phòng, mình cảm thấy vui không? Khi vào một cái phần trang web nó, mình có cảm thấy là mình tìm được những cái thông tin mà mình cần hay là không? Thì toàn bộ những cái phần câu hỏi đằng sau đấy nó sẽ tạo lên là cái scope công việc của một UI UX. Thì nếu mà hiểu rất 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 đơn giản thì là làm website, làm app. Nhưng mà nếu mà mình hiểu đúng hơn thì nó cái công việc mà tất cả mọi thứ đằng sau để biết được rằng là tôi nên làm cái app gì, tôi làm tính năng gì, thông tin gì cần có, tôi nên làm như thế nào thì người dùng tiếp nhận được cái thông tin đấy, làm gì để họ có thể tương tác được, cái này rất là hiệu quả. Thì đấy là công việc của UI designer. Như vậy thì theo định nghĩa của anh mở rộng ra thì em cảm giác là trong cái góc nhìn của em thì là giống người làm product. Yes, product. Làm product. Thì ngày xưa thì thực ra em cũng chỉ nghĩ là ví dụ như là UI UX, cái này là quan điểm của em hồi trước. Có thể anh em sẽ bàn luận luôn, bởi vì đây là cuộc nói chuyện em cũng muốn là mình có những cái trao đổi để gọi là mở rộng thêm góc nhìn. Thì em thấy là ngày trước ấy thì em nghĩ là ông làm product chẳng hạn, ông sẽ research, ông nghiên cứu rồi đưa ra một số đề xuất, hoặc ông ít nhất ông phát hiện là à, ok, sản phẩm này của tôi đang có vấn đề này, nó drop ở đây, người dùng như này kia. Thì tôi nghĩ ra một cái tính năng đấy để xử lý vấn đề này. Thì sau đấy thì cái người execute và tìm ra cái phương án làm sao để cho cái tính năng đấy nó thực sự kiểu feasible, tức là nó thực sự được thành hiện thực ấy. Thì theo em là cái role đấy là của UX UI, hoặc hai hai đấy là một cái định nghĩa khá là cũ. Thực ra cũ hay không quan trọng, tại vì quan trọng là thực tế thị trường đang diễn ra như thế nào thôi. Thì cái anh vừa nói nó cũng không, thực ra nó cũng không phải là tồn tại ở trong tất cả những cái phần công ty, thậm chí là nó không phải là số đông luôn. Nhưng anh vừa nói thì nó là cái anh đang cố gắng để định nghĩa thêm về cái phần việc đấy. Tại vì trước đây để những cái bạn UI UX thì thực ra nó ở cái tầng triển khai thôi. Còn ai đấy đã nói rồi, ai đã quyết định tính năng đấy rồi, ai đã đến phải biết là làm như thế nào rồi. Trong rất nhiều công ty thì UI UX thậm chí được nhận được cả wireframe, họ chỉ việc vẽ theo những cái đấy thôi. UI rồi đúng không? Đấy, thì đấy là lý do anh bảo là cái giai đoạn trước mà thực ra nó là UI UX design khoảng tầm giai đoạn trước ấy. Bản chất đó là UI so với cả bây giờ. Bây giờ chuyển sang này product design. Mọi người phải hiểu về sản phẩm, hiểu về cái domain đấy, hiểu về cái khách hàng đấy, vì sao sản phẩm nó đang ra được tiền, vì sao nó đang bị thất thoát tiền ở đâu đấy đi, ở đâu thì khách hàng họ đang cảm thấy không hài lòng, nó phải làm được tất cả những cái phần việc đấy. Thì đấy chính là lý do mà anh làm rất nhiều thứ. Tại vì bản chất là thế như nào nhỉ, được bản chất anh thấy cái ngành nó hơi khổ. Nó hơi khổ, tại vì nó thực ra trông có vẻ hào nhoáng nhưng mà đâu đấy thì nó cũng khá là chân tay. Nó chỉ là ok, thay vì mình đi xây tường thì bây giờ mình xây những cái component, xây những cái phần visual ở trên một cái trong web gì đấy. Thì anh biết là cái tiềm năng của người nó tốt hơn thế.
và những cái mọi người nên làm nó tốt hơn thế. Nhưng đầu tiên là mọi người không biết rằng đấy là việc mọi người cần làm. Mọi người dừng lại ở mỗi đấy thôi. Nhưng mà anh phát hiện ra là rồi mọi người bị chán. Mọi người kiểu cứ đi triển khai nhiều, mọi người cảm thấy là không có ý nghĩa ấy. Mọi người không hiểu là tại sao mình đang làm cái việc này, và tại sao cái ông sếp ông cứ nói mình bắt làm thế. Nhiều khi mình thấy rất là dở nhưng mình cũng không biết làm sao để mà mình phản biện lại. Nghiên cứu ở đâu bây giờ, số liệu ở đâu giờ mình không biết. Và dần dần thấy mọi người cứ vừa làm vừa chán ấy. Nên là trong cái phần website ở Equation, anh có một câu ở ngay trên trang chủ headline luôn. Anh bảo là ok, đây là những cái khóa học mà dành cho những người mà thích hỏi vì sao. Vì sao lại làm tính năng này, vì lại làm tính năng kia, và vì sao đi làm không vui. Đó, thì rất là nhiều những vấn đề như thế là anh sẽ muốn có thể giải quyết thêm được. Đó, thế thì quay về là, nhưng bây giờ thì người ta cần product, người ta cần một người biết nhiều hơn, làm được nhiều hơn. Thì đấy, đấy là vì sao anh bảo là bây giờ thì kỹ năng require rất là nhiều. Cái gì cũng phải biết, cái gì cũng phải làm được, chứ nó không dừng lại một cái như là ngày xưa. Và trong vài năm tới, như là vài công ty bạn anh gần đây tuyển người, anh phát hiện ra là có những cái hồ sơ kiểu senior design ở Việt Nam chẳng hạn nhé, xong cạnh tranh trực tiếp với cả một bạn apply vào là như kiểu là làm Meta Facebook 5 năm về Việt Nam. Kiểu vậy. Tức là cái mức độ cạnh tranh nó càng ngày nó càng cao. Những bạn trẻ thì giỏi hơn, những cái nhân sự ở nước ngoài thì cũng bắt đầu về, để môi trường Việt Nam nó bắt đầu tốt. Kiểu vậy. Thì càng ngày nó càng cạnh tranh hơn, và nó vượt qua là mọi người phải biết nhiều và cái gì cũng phải giỏi. Thì đấy là sự thay đổi. Em nghĩ là để mà học được thì chắc chắn mình sẽ phải đánh đổi. Thì nếu mà nhìn lại anh trong quá khứ, cách đây khi bắt đầu đi, so với bây giờ, thì anh thấy là mình có những cái sự khác biệt về trưởng thành gì về mặt kỹ năng. Ok. Thực ra là khi nói đến sự phát triển thì thường anh sẽ nói đến kỹ năng sau. Anh sẽ nghĩ là cái sự phát triển quan trọng nhất là mình sẽ có những cái phần mindset đúng đó. Thì một trong những điểm ngày xưa mà anh không có, mà về sau phát hiện ra là anh đã hình thành lên, và là một trong những điểm rất quan trọng của con người hiện tại, thì nó liên quan đến cái việc là tập trung. Tức là quay về với những câu chuyện ngụ ngôn mà ai cũng biết, nhưng mà anh phát hiện là càng lớn mình mới càng hiểu. Ví dụ như kiểu rùa và thỏ. Con rùa ấy, nó rất là chậm, nhưng nó có một đích mà nó tiến mãi đến cái đích đấy. Con thỏ nó rất là giỏi, đúng không? Chạy đây một tí, chạy kia một tí. Anh ngày bé anh cũng không thể hiểu gì cả, nhưng về sau khi anh quan sát, anh phát hiện ra là hầu hết mọi người đều là những con thỏ. Mọi người làm trong ngắn hạn rất giỏi, nhưng mọi người có thể làm được một video, mọi người có thể hát hay là bất thường cái gì đấy rất là giỏi, nhưng của mọi người không tập trung. Và mọi người cứ mỗi thứ mỗi tí, và tất cả những cái năng lượng của mọi người bị phân tán. Thì về sau anh phát hiện ra là ok, anh cần tập trung thì anh mới có thể đạt được cái phần hiệu suất cao. Đấy chính là vì sao tất cả những thứ xung quanh anh nó đều xoay quanh về UX. Anh sẽ có một cái cộng đồng về UX, có những lớp học về UX, những cái team về UX, và tất cả mọi thứ nó xung quanh nhau, và nó sẽ bổ trợ cho một cái, nó gọi là cái compound effect. Tức là khi anh làm một thứ thì những cái thứ khác nó cũng được hưởng lợi theo, và bản thân anh sẽ được phát triển trong tất cả những cái phần môi trường đấy cùng nhau. Thì đấy là cái điểm quan trọng nhất, tập trung. Điểm thứ hai anh nghĩ là cái điểm nhất quán. Tại vì là khi mình biết đấy là một cái đích mình muốn đến, thì cái quan trọng nhất là không phải câu chuyện 1-2 tháng, câu chuyện là 10 năm tới mình có đi đến đấy liên tục hay là không. Nếu mà mình biết đấy là đích mình cần rồi, nhưng hôm nay mình đi như này, hôm nay ngày mai mình lại bỏ cuộc một chút, thì nó không ăn thua. Anh muốn là một con rùa, anh muốn là nhìn được một cái đích, và ok, đấy là tôi sẽ đi đến mãi. Thì đấy là cách anh đi trong nhiều năm trời. Nó anh cũng không nghĩ là anh hack con đường để nó nhanh hơn hay gì, anh chỉ nghĩ nó là một cái sự cặm cụi. Trong khi mà anh cứ có một cái đích và anh cứ làm nó liên tục, anh tìm cách ok. Ví dụ như là anh sẽ ngày xưa chẳng hạn, anh sinh hình thành lên những cái gọi là nhóm đọc sách. Lại mở rộng một tí, lan man hơi có câu hỏi em một chút. Ngày xưa anh đã phát hiện ra cái vấn đề của nhóm, tức là anh tức là một trong những tư duy khi mà làm cái nghề này là tư duy liên quan đến việc xác định vấn đề. Nên anh sẽ luôn nhìn thấy là thích vấn đề đang nằm ở đâu nhỉ. Đó, thì ngày xưa khi mà đọc sách, anh phát hiện ra có một cái vấn đề là mọi người bị check in sách nhiều quá. Mọi người chỉ lướt qua những cái phần cuốn sách đấy, nhưng mọi người không thực sự gọi là lấy được cái phần thông tin của nó. Tại vì bản thân anh trải qua một đoạn, thế anh biết là về sau anh phát hiện ra là ok, thà anh đọc ít sách hơn, nhưng khi nói gì trong cuốn sách đấy thì nó là của anh, chứ nó không phải là anh đang trích dẫn lại, hoặc chỉ anh mention là anh đã từng đọc cái phần cuốn sách đấy. Nên anh sinh ra một cái những cái buổi nó gọi là kiểu đọc sách định kỳ hàng tuần, với có một cái nhóm nhỏ mọi người cũng đọc nhau, và có những cuốn sách mà anh đọc 3 năm mới có thể xong được. Tại vì mỗi tuần mình chỉ đọc một chương, và những chương khó khi là đọc lại luôn. Ví dụ thế, mỗi chương nó chỉ khoảng tầm vài ba chục chữ thôi, ba chục trang thôi. Nhưng mà anh có thể dành khoảng tầm 3 tiếng mỗi tuần để phân tích về một cái chương như vậy. Đó. Và anh cứ làm liên tục như thế, và anh maintain khá là nhiều hoạt động tương tự, tức là anh sẽ biến mọi cái hoạt động học của anh thành những cái routine để cứ đến giờ để anh phải làm, đến giờ để anh phải làm, để tránh cái việc anh dừng lại.
Vậy thì cái chặng đường của anh là cái chặng đường có một cái đích và anh đi liên tục và làm nhiều thứ compare với nhau để đi được cái đích đấy. Thì anh nghĩ đấy là cái sự thay đổi quan trọng nhất của anh mà 7-8 năm trước anh đang chưa có được. Em khá là chia sẻ cái quan điểm đấy. Tại vì ví dụ như là từ 7-8 năm trước khi anh em gặp nhau là em bắt đầu làm Spy Room. Bây giờ thì em vẫn làm Spy Room. Em nghĩ là nếu mà xét từ góc nhìn của bản thân mình từ ngày xưa cho đến bây giờ, thực sự là ví dụ những cái thứ ngày xưa mà em làm so với những thứ bây giờ em làm nó cũng khác nhau khá nhiều. Nhưng mà nó vẫn đứng trên một cái hệ giá trị chung, nó vẫn liên quan đến câu chuyện làm những thứ mà mình làm cộng đồng là một và làm nội dung là hai. Thì em càng ngày em càng nhận thấy là khi mà mình tức là mình không cần quá vội. Thực ra trong cái cả quá trình 7-8 năm đấy cũng có rất nhiều cơ hội này, ví dụ nhìn ra xung quanh thấy sẽ có lúc thì thời điểm này, lúc thời điểm kia có những cái này lên cái kia xuống. Mình thì cảm giác nhiều khi mình nhìn mình cũng sợ, mình cảm thấy ở sau mình có vẻ hơi chậm kiểu đấy. Nhưng mà đến cuối cùng thì em nhận thấy là ví dụ như bây giờ chẳng hạn thì cảm giác như cái foundation đó, cái nền của mình nó khá là vững. Vững ở đây là theo cái khía cạnh là mình biết cách xử lý tất cả và tiếp cận những cái thứ gọi là ở trong cái khuôn khổ của câu chuyện với em là startup, là nội dung, là community building vân vân. Thì mình cảm giác là mình luôn luôn gọi là tiếp cận nó một cách khá là bình thản ấy. Và mình luôn luôn có thể định hình được cái lộ trình rất là nhanh và lấy cách thức nào đấy làm cực kỳ hiệu quả. Và em nghĩ là cái này là cái mà em cũng có nhận thấy, em có nhìn thấy là ví dụ như những người mà có thể là nhanh quá hoặc là vội quá thì đôi khi lại bị rơi vào trạng thái là không, tức là kiểu mình không hài lòng với chuyện chậm ấy. Và mình khi mỗi khi bị chậm là tự nhiên mình lại phải nhảy hay mình làm cái gì khác, hoặc là mình phải khiến cho mọi thứ nó kiểu, hoặc là mình sẽ bị nghĩ mọi thứ bị phức tạp quá. Trong khi thực tế thì em thì càng ngày càng về sau có một thứ mà mindset được 7-8 năm đi làm để em càng nhận ra là đến một thời điểm thì thực ra cái cách giải quyết vấn đề càng đơn giản thì nó lại càng hiệu quả. Và đôi khi là ví dụ những cái mà đơn giản lại là thứ khó nghĩ ra nhất. Chứ còn ví dụ những thứ mà màu mè hoa mỹ và những thứ là trong lý thuyết sách vở thứ thì nó giống như anh nói vừa nãy, là nó giống như anh đọc một quyển sách và anh trích dẫn y nguyên. Chứ còn anh không có sự là áp dụng vào chính cái trường hợp thực tế của mình. Và cái đấy là cái mà thực sự em nghĩ là một cái rất là quan trọng mà có thể là rất nhiều bạn, rất nhiều người luôn, không gọi bạn, có thể là anh em mình, những người cầm tuổi anh em mình khó hơn, mọi người sẽ không nhìn nhận được. Và mọi người hay nghĩ cái là ví dụ tôi làm một cái nghề công việc gì đấy thì tôi được thêm kỹ năng này kỹ năng kia. Ví dụ 10 năm tôi edit video thì tôi sẽ edit được 10 cái thể loại thì các thứ nó kinh khủng. Nhưng thực chất thì với em thì nó giống như kiểu câu của Lý Tử Long ấy. Tức là thà tôi tập một cú đá 10.000 giờ ấy, thì nhiều khi là về sau tôi lại kiểu tối ưu hơn, và dần dần tôi cứ làm mọi thứ trông thì rất đơn giản. Đúng rồi. Nhưng mà thực tế thì chỉ khác biệt là chỉ một tí, một tích tắc, một khoảnh khắc thôi, nhưng mà cứ áp vào, cứ tăng kiểu dồn vào thì nó tạo ra một khác biệt rất là lớn. Đúng, chính xác. Spider Room ấy có một cái phần giá trị mà rất thích, nhưng tại thời điểm ban đầu anh không nhận ra. Tại thời điểm ban đầu khi anh em mình gặp nhau anh không biết luôn. Nhưng về sau thì biết ra nó lại rất hợp với anh luôn. Tức là bởi vì bọn em theo đuổi cái long form content, đúng không? Những bài viết dài, đấy, những postcard hàng tiếng đồng hồ có thể chỉ có vài người xem. Nhưng cái quan trọng là những ai mà đã chấp nhận đọc những cái phần content đấy thì họ sẽ khá là stick với những cái loại content kiểu như vậy. Nó có thể là hơi kén người, nhưng nó có thể là nó có chiều sâu hơn chẳng hạn. Thì về sau ấy, thì cái đấy ảnh hưởng anh cũng khá là nhiều. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, khi mà cái cách mà anh làm tuyển sinh hoặc như kiểu cái website của anh luôn, một trong những cái nguyên tắc mà bình thường mọi người hay nói về design như kiểu là phải làm để user họ có thể scan được thông tin nhanh, thì họ được ra được quyết định nhanh các thứ, anh làm ngược lại tất cả những vấn đề đấy. Những cái phần trang thì anh ghi nội dung khoa học của anh 3.000 chữ, toàn chữ là chữ luôn. Và anh cố tình viết nó thật là dài, anh không muốn làm nó ngắn luôn ấy. Anh không muốn làm nó để một bạn chỉ cần tình cờ lướt qua, mọi người scan được thông tin rồi xem đây nó là gì. Thực sự là anh sẽ muốn là ok, nếu mà các bạn mà đủ kiên nhẫn và đọc được một cái bài 3.000 chữ như thế này thì maybe bạn sẽ hợp với các lớp này hơn. Chứ đấy là vì sao mà những cách anh làm nó hoàn toàn khác với cả những cái phần bên khác. Họ làm, họ có thể kiểu seeding, làm marketing nhiều hơn, nhưng anh không. Anh không làm bất cứ cái thứ gì đấy cả, thậm chí anh còn tạo rất là nhiều rào cản để mọi người đăng ký, nó kiểu bị khó khăn hơn ấy. Đó là cái cách làm của anh thì nó sẽ khá là ngược. Thì như đấy, hôm nay thì tiện anh cũng chia sẻ luôn, bởi vì anh phát hiện ra là những người mà đã thích cái đấy, tức là anh nói là anh đang muốn như kiểu hơi lập học sinh một tí ấy. Đó là
anh cũng không muốn tuyển sinh đại trà luôn. Nhưng mà những ai đã đến, em biết là ok, mọi người sẵn sàng, bọn anh giữ như những buổi học offline có thể từ 7 giờ đến 10 rưỡi, 11 giờ. Hôm gần đây có bạn gái lại đấy, hôm đó đến ngồi đến gần 12 giờ và bảo vệ đuổi mấy anh em mình ấy mới về. Hoặc là những học offline nó cũng tương tự kiểu như vậy. Tức là chị em có điện ra là anh rất là enjoy cái quá trình dạy đấy. Nó giống như anh đang chia sẻ ngay bây giờ đấy. Nó giống như ok, anh kể chuyện anh đang đi làm như thế nào, ở vừa một cái vấn đề này sẽ giải quyết như thế nào. Chứ nó không phải là anh sẽ dạy mọi người, gần như là nó sẽ giống anh chia sẻ nhiều hơn. Và nó sẽ biến thành những cái khoảng thời gian đối với anh nó rất là kiểu meaning. Gặp những con người mà anh cũng cảm thấy rất là meaning. Họ đang cố gắng để đến đây nói những điều mà mình tin. Là đấy là lý do, và một trong những lý do mà anh có thể hack được cái năng lượng của anh để anh làm được nhiều. Đó là anh luôn sản sinh ra cái niềm vui tại cái điểm anh làm cái phần việc từ đấy. Nên là thì đấy là cách anh làm. Thì nó rất là relate đến cái việc là cái long form content ấy, nó giúp anh rào bớt những bạn lại. Cũng hợp lý, tại vì em nghĩ đấy thực ra kiểu đôi khi nó cũng là một sự sáng tạo, theo kiểu là bạn phải hiểu thật rõ các nguyên tắc, các luật, các rules thì bạn mới tìm cách để bạn break được rules. Thì đối với em sẽ nhìn vào cái trường hợp đấy nó như vậy. Thực ra em cũng em khá hiểu cái tâm trạng đấy của anh, vì em cũng có quen rất nhiều người đi dạy. Thậm chí là ví dụ vợ em chẳng hạn, đi dạy nhảy là được. Với em cũng một rất nhiều người sẽ than phiền là ví dụ nếu mà tôi đi dạy thì cái khổ nhất của người đi dạy thực ra nó không phải là câu chuyện là học sinh kém hay học sinh gì đâu, em nghĩ thế. Bởi vì ngày xưa em cũng có dạy tiếng Anh gì đấy, thì em nghĩ là học sinh không muốn học. Đúng rồi, cái việc khổ nhất ở đây là người ta đến xong người ta không muốn học, hoặc là người ta hời hợt ấy. Đúng rồi, hời hợt. Nó thực sự kiểu tôi còn cảm thấy tiếc tiền cho bạn luôn. Tôi muốn dạy, rõ ràng là tôi là muốn truyền thụ, tôi muốn phát triển để tôi dạy, nhưng mà tự nhiên lại gặp người hời hợt, lúc thì lý do này, lúc thì lý do kia. Rồi như vậy người ta không bao giờ cố gắng hết sức, người ta cũng không, tức là mình cũng không hiểu là người ta làm cái việc đấy vì cái gì ấy. Thì em thấy là khi em tiếp xúc với rất nhiều người mà đi dạy, em nhận thấy đấy là một đặc điểm chung, là mọi người sẽ cảm thấy cái đấy là cái mà khiến cho mình mất năng lượng nhiều nhất. Nó và đôi khi ấy là câu chuyện không phải là, ví dụ khi mình đi dạy thì mình cũng không, rất nhiều người đi dạy chẳng hạn không phải là cái câu chuyện gọi là thu nhập hay tiền quá lớn đâu, mà thực ra là để xây thêm cái connection, và thực ra cũng là dạy, bản chất nó là một cách để học. Chính xác. Để mình phát triển thêm đấy. Thì đấy chính là con đường anh đã đi đến với cả cái việc dạy. Vâng, em nói câu đấy rất là hay, đúng với con đường của anh. Tức là ban đầu ngày xưa khi anh học, vâng, thì anh có một tâm niệm là làm sao để mình học hiệu quả nhỉ. Tại vì cái thời đó anh phải tự học rất là nhiều mà. Vâng. Đọc những tài liệu xong rồi xem này xem kia thì tự học rất là nhiều. Câu hỏi là làm sao mình học được hiệu quả, làm sao mình biết là mình đang hiệu quả. Và lúc đấy thì chưa, thậm chí là môi trường nó chưa có để thực hành nhiều. Những cái mình biết mình chưa được apply vào trong thực tế luôn. Thế thì anh phải hỏi, anh nghĩ ra là thì bây giờ anh sẽ đi nói cho người khác. Anh học xong và anh nói cho người khác thì nó giúp anh hiểu thêm một tầng. Thế đấy cũng là cái nguyên lý anh áp dụng cho những cái nhóm đọc sách của anh. Là đọc sách ở đây nó sẽ có những cái tầng như này. Đầu tiên mọi người đọc cái chương đấy, mọi người note lại những cái kiến thức mọi người biết ở trong cái chương đấy. Cái thứ hai, mọi người ghi lại những cái mà gọi là cái ý hiểu của mọi người, không phải chính sách mà ý hiểu của mọi người. Và thứ ba, nó liên quan đến cái việc là những cái ví dụ của mọi người. Tức là nếu một kiến thức A thì đối với mọi người thì ví dụ thực tế nó sẽ là cái gì, thì đấy là những cái để mọi người convert được kiến thức sâu hơn. Sau đấy mọi người phải làm một việc nữa khi mà đến với nhau, đó là trình bày cho người khác hiểu. Cái việc mà mình biết một thứ đến cái việc là mình có thể trình bày nó cho một cái người khác họ hiểu được, nó một tầng rất là khác. Sau đó khi hiểu xong thì lại trình bày xong liên quan đến việc là nhận được những cái phần feedback để correct lại những cái phần thông tin đấy. Thì cái tầng hiểu của mình nó cao hơn rất là nhiều. Đó, cái lúc đấy thì cái mức độ hiểu nó rất là sâu. Thì ngày xưa anh làm như vậy ở cái mức cấp độ của cá nhân anh trước. Anh cứ làm được cái gì anh mang ra, ok, team, hôm nay anh sẽ training một cái này. Tại vì ngày xưa thì anh cũng chịu thêm một CS, đó là vì anh lead một cái team và anh cần grow với mọi người. Nên là anh cứ học, xong anh bắt đầu ok, bây giờ anh sẽ dạy mọi người như này, dạy mọi người cái kia. Dạy chiều thứ 6, sáng thứ 7, các thứ, ngoài giờ mọi người cũng phải tham gia. Thế thì dần dần là anh phát hiện ra là anh khá thích cái việc này. Anh thích trong cái việc là ok, anh biết một thứ mới. Sao anh biết thứ mới thì anh có thể contribute được cho mọi người thêm cái phần thứ đấy mới nữa. Và khi anh làm lâu, hết hiện ra là anh lại có cả cái khả năng trong cái việc nói để mọi người có thể hiểu, để có thể hệ thống, để có thể thậm chí là inspire và muốn làm những cái phần việc đấy. Thì đấy là những cái cơ duyên dẫn anh đến cái việc mà anh mở lớp ngày hôm nay. Bản chất cái việc anh đi dạy chính là cái việc mà để anh học hiệu quả hơn. Đúng rồi. Cái để cho mình sướng. Anh nghĩ kiểu đôi khi nó là như thế. Chứ còn em nghĩ là công việc của anh, nếu ví dụ như, tức là con người thì luôn luôn có rất nhiều lựa chọn đúng không? Ví dụ như anh hoàn toàn có thể nhận thêm việc thay vì là dạy. Em nghĩ là với một UX designer, UI UX designer thì
cảm nhận của em nhé là mọi người không bao giờ thiếu việc luôn. Và ví dụ ngoài kia vẫn hàng loạt các công việc, nhưng mà cuối cùng mình lựa chọn thôi. Nói là câu chuyện mình lựa chọn việc đi dạy chẳng hạn, thì chứng tỏ là việc đấy nó phải cung cấp cho mình cái năng lượng tích cực gì đấy. Chứ còn nếu mà thực sự thì em cũng không biết, nhưng mà em nghĩ là nó cũng không phải là một cái gì đấy gọi là, nếu mà ví dụ như nó quá tiêu cực thì chắc là không chịu được, chắc là cũng hơi khó. Vì những người mà em biết thì em cảm giác là mọi người, rất nhiều người là sẽ luôn luôn ưu tiên chuyện đi làm nhiều hơn là đi dạy. Đi thực sự đi dạy là mất rất nhiều sức. Đúng rồi, rất nhiều sức. Thì em cảm thấy khá là thú vị về cái việc là anh thực sự là có cái cách gọi là gì nhỉ, tức là lọc. Từ khi mình tạo ra cái màng lọc tốt và mình lọc được những cái người mà mình thực sự cảm thấy là người ta có sự hứng thú nhất định, thì đúng là mình cũng sẽ có cái trải nghiệm nó tốt hơn. Anh có nghĩ rằng là với một ngành mà thiên về sáng tạo rồi tạo ra những thứ mới như kiểu design, thậm chí là có năng lực mà thẩm mỹ, thì với một ngành như vậy thì liệu cái tôi của các bạn có cao hơn so với... Thường sẽ có xuống cao hơn. Tại vì chưa kể là các hiện tại ở Việt Nam thì cũng chưa có cái trường đại học nào nó dạy chính quy về UX cả. Nó chỉ là những môn ở trong trường thôi. Thì thường mọi người đi lên từ gốc gọi là gốc multimedia, hoặc là đi lên từ gốc mỹ thuật. Nên thực ra là mọi người cũng đã được hơi bị gọi là nuôi cái tôi từ những lúc ở trong trường. Thì mọi người sẽ gặp những cái vấn đề đấy và nó sẽ biến thành cái phần khó khăn của mọi người trong quá trình về sau khá là nhiều đấy. Nhưng quay về câu hỏi của em nói là đây là cái nghề thiên về cái sự sáng tạo và thử những người làm sao tạo ra phần mới, thì thường mình có cái tôi cao. Thì thực ra nhiều khi anh sẽ nói lại về cái câu chuyện là sáng tạo nó là gì, đúng không? Mọi người cứ nghĩ là ok, sáng tạo thường hiện tại kể cả cái truyền thông cũng tôi vẫn thấy, tức là cái gì sáng tạo nó phải rất là kiểu tung xòe, nó phải nhiều màu, nó phải bay ra bay vào kiểu vậy. Đấy đó là cái naming của sự sáng tạo. Nhưng thực ra không phải. Cái sự sáng tạo như lúc nãy anh nói với Airbnb, đấy là một sự sáng tạo. Họ tạo ra một cái sản phẩm mới hoàn toàn, đúng không? Nó có thể không, nó gọi là nó không fancy, không fancy, đúng không? Fancy. Nó không ẹt, nó không fancy, nhưng nó rất đúng vấn đề. Và họ tìm ra một cách mới hoàn toàn để giải quyết được vấn đề đấy. Hoặc như câu chuyện của Uber. Uber là cái người khai sinh ra cái phương thức vận chuyển như kiểu bây giờ mình đang nói, là như kiểu là đặt xe, đang ngồi có những cái người có xe thì họ đi cùng mình. Thực ra họ không giải quyết vấn đề di chuyển. Di chuyển là vấn đề của taxi truyền thống. Trước Uber thì đã có taxi truyền thống đã làm được việc đấy rồi. Bản chất họ giải quyết vấn đề khác, gọi là di chuyển một cách thuận tiện. Bởi vì đi taxi là mình gọi điện không biết là khi nào người ta đến, đi thì mất bao nhiêu tiền, trả tiền bằng tiền mặt, xong rồi không tiền thì trả lại, xong rồi không biết lái xe có an toàn hay là không. Thì đấy là một phần của quá trình sáng tạo rồi. Tức là cái sáng tạo ấy đó là mình phải nhìn ra được một vấn đề mà người khác không nhìn thấy, sau đó mới là mình giải quyết được một cái vấn đề thêm một cách khác nữa mà có thể hiện tại nó chưa có, hoặc nếu có thì mình làm tốt hơn một chút xíu. Đấy là sự sáng tạo. Tức là nếu mình nhìn theo chiều đấy, mình sẽ thấy là sáng tạo ấy là một môn rất khoa học. Nó không bay bổng đâu. Nó là dựa vào số liệu, nó dựa vào phân tích, nó dựa vào đánh giá, và mình biết được một cái câu như vậy thôi, nhưng nó là cả một cái công trình ở đằng sau đấy để mình biết được. Thì khi mà mình nhìn đến góc độ đấy thì anh sẽ thấy là, và vì sao khi anh nhìn đến những cái người mà có khả năng sáng tạo nhất ấy, đều là những cái người mà họ tương đối khoa học. Họ có thể control được cái phần quá trình đấy, chứ không phải là hôm nay tôi feel một chút thì tôi sẽ làm ra một cái, ngày mai tôi không cảm xúc thì tôi sẽ không làm được ấy. Thì thì đối với anh cái định nghĩa sáng tạo nó sẽ hơi khác một chút. Em thì cũng rất là đồng tình quan điểm đấy, vì em nghĩ là sáng tạo thì nó không phải là một cái gì đấy mà mọi người hay tô vẽ, nó là một cái kiểu một khoảnh khắc, một moment gì đấy bùng nổ. Thì thực chất thì em nghĩ là đôi khi mình uống cái cốc nước này lên, mình cầm nó sao nó tối ưu hơn một tí để mình nhớ, chính xác, kiểu lấy mình uống dễ hơn thì cũng là sáng tạo mà. Từ với em thì em nhìn được sáng tạo nó là như vậy. Nhưng mà anh có nghĩ rằng là đôi khi em có nhận thấy một cái xu hướng ấy, là ví dụ như với các bạn làm thiết kế, làm design chẳng hạn, thì đôi khi là ví dụ các bạn ấy đương nhiên có chuyên môn về lĩnh vực thẩm mỹ hay là các thứ, nhưng mà nhiều khi cái chuyên môn đấy khiến cho các bạn hơi quá gọi là tự tin vào cái và không nghe những cái ý kiến từ các bộ phận khác. Ví dụ người ta đang có ý kiến là tôi đang cần như này bởi vì mục tiêu của tôi là thế kia, nhưng mà ok, cái đấy nó bị ngược với cái nguyên tắc thẩm mỹ hay nguyên tắc gì đấy và cái cách mà tôi tiếp cận. Vậy thì cái thực tế đấy nó có, anh theo anh quan sát được thì nó có xảy ra không, và thực ra nó có tạo ra cái rào cản để cho các bạn để có thể phát
phát triển trong cái lĩnh vực này hay không? Nó có xảy ra, nó có xảy ra, và đấy chính là một cái lúc anh bắt đầu anh nói liên quan đến cái việc sự chuyển dịch trong cái nghề ấy. Thì đấy, nhiều năm trước mọi người nói đến cái đẹp thôi, thật mỹ, xong rồi kết hợp với nhau màu với nhau tương phản ra làm sao và nó có một cái rất là đẹp. Nhưng về sau nó hơi quỳ qua nhiều hơn. Thế thì mọi người có phân tích được theo cái hướng gọi là psychology không? Psychology ở đây được hiểu rằng là khi một cái người ta tiếp nhận một cái thông tin đấy, họ đang đón những thông tin đấy như thế nào, những cái gì là những cái họ thực sự đọc được, những cái gì là họ sẽ nhớ được, những cái gì sau họ sẽ biết họ sẽ nên ấn vào và next step nó sẽ là gì chẳng hạn. Hoặc những yếu tố về mặt kinh doanh, bạn có biết là bạn thay đổi một cái nút như thế, thay đổi một cái luồng như vậy, thay đổi cái vị trí đặt cái nút login, nó sẽ tác động như thế nào đến vấn đề kinh doanh hay là không? Hoặc những vấn đề về mặt kỹ thuật chẳng hạn, bạn có biết được rằng là để mà ví dụ như là một cái màn lịch sử giao dịch nó gọi lên từ những cái phần gọi là server dữ liệu nào, dữ liệu thực tự nó trông như thế nào, và để biến từ một dữ liệu ở số như thế biến thành một dữ liệu người ta đọc được, bạn phải làm những cái gì hay là không? Đấy là cái việc mà hàng nghìn những cái phần bộ kỹ năng khác quý coi ngoài cái kỹ năng về mặt thẩm mỹ. Đấy chính là vì sao anh bảo là mọi người rồi lại phải giỏi hết, thẩm mỹ cũng phải giỏi, nhưng những cái khác cũng phải giỏi, kinh doanh cũng phải biết, thị trường cũng phải hiểu, con người cũng phải hiểu, thì nó mới đủ tất cả những cái phần góc nhìn để mọi người đưa ra một quyết định tốt nhất là cái sản phẩm nó nên trông như thế nào. Còn khi mọi người giữ là ok, vì đây là yếu tố thẩm mỹ của tôi và tôi biết nó là một thứ tốt, nhưng mọi người không nhìn thấy tổng thể nó không phải là một thứ tốt. Đó, thì khi mọi người nhìn thấy cái tổng thể thì mọi người sẽ thấy là mọi người có khả năng trade off. Vì bản chất nó sẽ là trade off thôi, tức là nếu mình được cái này cao hơn thì kia phải hạ xuống một tí. Và khi mọi người nhìn thấy nhiều cái mức độ cân bằng thế thì mọi người sẽ đưa ra được một cái và nó nằm ở cái vị trí mà có thể balance được nhiều thứ. Và đấy nó gọi là một thiết kế tốt. Nó không fancy, nhưng nó phải rất đúng vấn đề và nó có thể làm được những thứ mà những cái thiết kế fancy không thể làm được. Có những thứ rất là buồn cười, em cũng đã trải qua chuyện đấy rồi. Đôi khi có những thứ trông rất là lồng lộn, đôi khi convert lại không tốt bằng những thứ trông kiểu rất là ngớ ngẩn. Bọn em cũng kiểu ạt từng cái rất là nhỏ là ạt ủng này, hoặc là kiểu bọn em chạy spy room luôn, hoặc là làm những thứ rất là, bọn em cũng thử rất nhiều thứ thì có những cái kết quả mình tìm ra rất buồn cười. Kiểu nhiều khi người dùng hoàn toàn khác với những cái gì mà mình hình dung. Đôi khi mình nghĩ rằng là cái này sẽ tốt cho họ, nhưng mà trên thực tế thì khi mình không hỏi người ta hoặc là mình không có số liệu để backup thì thông thường là cái nghĩ của mình bị sai. Mình thực ra chỉ là một người dùng thôi, cũng chỉ là tương tác theo một cách, còn sẽ có những cách tương tác của người dùng dị đến mức mà em ban đầu đến lúc mà hồi xưa em làm với con spy room ấy, lúc mà em hỏi ra mình thấy quá nhiều điều. Tôi chưa giờ nghĩ là có thể làm như thế, là làm như thế, nhưng mà rất nhiều người lại làm như vậy. Tôi dùng spy room theo cái kiểu như thế này. Thì thực sự nó là những cái findings mà em thấy nó khá là phù hợp và khá là thú vị ấy. Khi mà mình làm sản phẩm, thực ra thì đấy, chứ câu chuyện nói về UX UI design hoặc là nói về product ấy, thì em cũng là một người mà em rất thích làm product, rất thích làm sản phẩm. Tất cả những thứ như anh em làm podcast này, đối với em nó cũng là làm một cái sản phẩm. Thì em thấy rằng là cái tư duy, cái mindset, cái kỹ năng của một người mà làm sản phẩm tốt ấy, thì em thấy là nó như anh nói, như anh chia sẻ, nó rất là rộng. Nó sẽ mang tính tổng quan, tức là tổng quát khá là nhiều những cái kỹ năng khác nhau. Mềm có, kỹ năng cứng có, nhưng mà kiểu kỹ năng tương tác, đủ các thể loại kỹ năng. Đúng rồi. Nhưng mà trong một loạt những kỹ năng như vậy, bây giờ mình giới hạn nó trong cái ngành UI UX design, thì theo anh cái kỹ năng nào sẽ là kỹ năng quan trọng nhất? Nếu bây giờ anh chỉ chọn một thôi, chỉ một và một, tất nhiên là mình sẽ luôn luôn muốn là tôi giỏi tất cả mọi thứ thì sẽ tốt nhất, đúng không? Nhưng mà ví dụ như cái thứ mà nếu bây giờ chỉ chọn duy nhất thì nó là cái gì? Ok, anh sẽ tricky một tí ở cái câu hỏi này. Tại vì anh sẽ chọn một thứ duy nhất, nhưng mà anh sẽ chia ra thành nhiều nhóm khác nhau. Vâng. Tại vì vấn đề là có những cái loại môi trường khác nhau thì nó lại đùi qua những kỹ năng khác nhau. Vâng. Nên là nó sẽ không câu hỏi chung. Anh sẽ chia ra một vài nhóm công ty như này nhé. Ngày đầu tiên anh sẽ chia một nhóm công ty liên quan đến việc là những bạn làm UX design ở trong cái môi trường liên quan đến agency và outsourcing. Môi trường này rất là khác, tại vì bản chất agency và outsourcing đó là mọi người nhận một cái require của cái công việc và mọi người deliver cái phần công việc đấy. Vâng. Thực ra ở trong môi trường đấy mọi người không nên nghĩ quá là nhiều, tại vì mọi người nghĩ nhiều thì cũng không thể thay đổi được cái đề bài của một cái hai đấy nó đã ra được từ trước rồi. Vâng. Thì thực ra đối với anh lúc đấy cái kỹ năng về mặt UI của mọi người được gọi là quan trọng nhất. Mọi người có phải có khả năng deliver cái UI siêu nhanh, siêu đỉnh, rất là đẹp. Tất cả những thứ liên quan đến thông minh hay đúng sai thì thôi hãy để cho người khác, người ta sẽ đưa ra những cái phần quyết định đấy. Tại vì mọi người cố đổi nó cũng không được, tại vì cái mô hình làm việc nó sẽ như vậy. Nên cái khả năng để deliver về mặt UI của mọi người sẽ là cái nhóm kỹ năng quan trọng nhất. Một nhóm thứ hai liên quan đến những cái nhóm công ty mà gọi là làm sản phẩm.
Những công ty làm sản phẩm thực ra nó cũng không đại khái khái quát hết được các công ty đấy, nhưng mà anh sẽ gọi là những công ty làm sản phẩm mà những cái đội design mà được phép đưa ra cái ý kiến của mình nhé. Thì cái kỹ năng của mọi người quan trọng nhất nó liên quan đến cái kỹ năng gọi là xác định và giải quyết vấn đề. Tại vì là trong ví dụ như khi đấy em làm một cái spider room đúng không, nó có thể là mọi người trơn được một phần nào đấy, hoặc là mọi người vào chỗ này nhiều, mọi người dừng lại rất là nhanh chẳng hạn, thì mọi người đầu tiên phải nhìn được đâu là cái vấn đề đúng nhất, chuyện gì khiến người ta đang như vậy. Thì đấy là cái nhóm kỹ năng quan trọng nhất. Lúc đấy mọi người vẽ cái nút như nào chưa chứ quan trọng đâu. Nhiều khi mọi người chỉ thêm một dòng text thôi. Như là người xưa Google ấy, tức là thay từ cái nút nó gọi là nút gọi là book vé máy bay nhé, nó ghi là booking. Sau đó nó đổi thành cái nút nó gọi là check availability, tăng 21% về mặt convert của nó. Bởi 21%. Vì ngày xưa người tự booking người ta tưởng là à, tôi vào đây là tôi đã phải mua rồi. À. Người ta nghĩ thế nên người ta sợ người ta không ấn. Nhưng sau nó đổi thành check availability thì nó cũng gồm được hai yếu tố. Một là liên quan đến cái việc là check availability nó tăng cái sự khan hiếm lên. Ô, xem còn hàng không nhỉ? Và thứ hai họ biết ngay họ sẽ không bị mất tiền trong cái trường hợp đấy. Đó, một thay đổi nhỏ như thế, chỉ một tách thôi. Nhưng những cái value của nó thì cực kỳ lớn. Thì đấy là những kỹ năng quan trọng nhất của những cái bạn làm product trong công ty product. Phải xác định được đúng cái vấn đề đó, nói được đúng cái statement vấn đề đấy. Sau đó giải quyết. Nhiều khi giải quyết đúng là như kiểu những cái chuyện hay nó gõ một cái búa ấy. Gõ búa đúng chỗ, đúng nơi, đúng cách. Xong. Không fancy, cực kỳ thực, rất là thực dụng luôn. Thì đấy là những cái bạn làm trong cái công ty product. Thì anh nghĩ là mọi người nên có nhóm kỹ năng đấy. Một vài bạn mà đỉnh hơn thì làm được ở trong cái công ty gọi là kiểu consultant. Thì đương nhiên cái nhóm kỹ năng của mọi người, tại vì consultant thì nó sẽ liên quan đến việc là mọi người sẽ phải làm việc tương đối high level. Consultant là mọi người phải làm những việc, những cái kiểu quản lý tầm trung hoặc là tầm C. Để tham gia và nói là ok anh nên thiết kế khác đi, chiến lược của anh nên như thế này, thì nên đi có bao nhiêu cái concept mình nên tiếp cận. Thì lúc đấy cái nhóm kỹ năng về strategy của mọi người lại trở nên quan trọng hơn. Đó, thì anh nghĩ là sẽ hơi phụ thuộc vào cái môi trường mọi người làm một chút. Đó. Em nghĩ là đấy là một câu trả lời tương đối là đủ toàn diện cho tất cả cái ngành nghề, tức là cho các nhóm ngành, các nhóm công việc khác nhau của như chưa. Nhưng mà ví dụ với anh chẳng hạn, em cảm giác anh sẽ thuộc nhóm, anh sẽ là nhóm 2 hay nhóm 3? Anh cả nhóm 2, cả nhóm 3. Anh thích cái nào hơn? Nhóm 2 hơn. Anh thích cả 2 hơn. Em cảm giác anh sẽ thích cả 2 hơn. Vì em thấy là thông qua cách trao đổi nói chuyện thì em vẫn cảm giác anh sẽ là người rất thích làm sản phẩm. Và rất thích deliver, đưa ra những cái trải nghiệm hay những cái thứ là gì nhỉ? Tức là những cái tức là để tăng cường cái trải nghiệm và giúp cho mọi người được dễ dàng hơn. Em khá thấy thích cái câu trả lời của anh về cái trường hợp của Google ấy. Em có thể hỏi thêm anh là trong cái ngành này có những câu chuyện huyền thoại kiểu như vậy ở cái bất cứ công ty nào khác không? Anh có thể chia sẻ thêm một số câu chuyện. Có rất nhiều. Tự dưng anh thì bị một cái là trí nhớ kém. Vâng. Nên nhiều khi em không hỏi đến mà tình cờ anh đang mạch nói sẽ nghĩ ra rất là nhiều. Nhưng tự do hỏi thì anh có thể nghĩ một chút thôi nào. Tức là những cái case study nào trong cái việc là điển hình luôn. Điển hình câu luôn, chuyện là UX UI là rất là quan trọng và đôi khi là những thứ kiểu đơn giản nhưng mà nó lại tạo ra được khác biệt rất lớn. Ok. Bây giờ là khác biệt lớn rồi. Hoặc là không, anh cứ có thể nghĩ đi, tôi cũng được. Thì anh em mình sẽ quay lại ở thời điểm đấy. Bất cứ khi nào mà anh chợt nhớ ra một cái okay. câu chuyện như vậy thì em nghĩ là em rất muốn nghe, bởi vì cá nhân em cảm thấy là những cái câu chuyện kiểu như vậy nó sẽ là một cái tức là một cái gia vị rất là hay cho những cái số podcast và những cái thứ này, để cho các bạn có thể có những cái hình dung rõ ràng hơn rằng là cái ngành này nó là cái gì. Và đôi khi ngành này nó không phải là ví dụ như vẽ vời rồi hoa lá, mà đôi khi đấy như anh nói là chỉ cần thay đổi cái tách thôi. Đúng rồi. Nhưng mà đúng chạm đúng chỗ thì nó có thể tạo ra thay đổi rất lớn. Thế anh kể những câu chuyện của anh đi. Tự dưng nhớ thì anh cũng hay bị quên. Nữa của anh đi nhé. Ví dụ ngày xưa khi anh làm một cái gần đây kể một câu chuyện như này. Gần đây thì Blackpink sang Việt Nam. Rất là nhiều những cái phốt trong cái việc gọi là tổ chức cái chương trình đấy. Không, một trong những cái đấy thì họ nói rằng là cái đơn vị tổ chức cái chương trình nó chưa trả tiền bản quyền của cái chương trình đấy. Thì họ hẹn là vào ngày 29 tháng 7 họ phải thanh toán. Thì cái đơn vị mà tổ chức ấy họ đã thanh toán vào chiều ngày 28. Nhưng tiền không đến. Đó, xong rồi người ta bị blame trong cái câu chuyện đấy. Thì tự đưa ra cái câu chuyện đấy rất là hay, bởi vì là mọi người không như này nhé, trong câu chuyện ngân hàng ấy, có những cái như này, người ta có hai hệ thống chuyển tiền hoàn toàn khác nhau.
các ngân hàng thường thường không chuyển tiền trực tiếp từ BIDV sang Vietcombank, chúng ta không chuyển trực tiếp sang nhau đâu, mà nó sẽ chuyển tiền qua những cái kênh trung gian ở giữa, đó gọi là kênh ngân hàng nhà nước, hoặc một kênh khác là kênh NAPAD. Thì cái kênh NAPAD ấy có thể đi ngay lập tức, nhưng cái ngân hàng nhà nước nó sẽ bị delay một chút tại vì nó duyệt lệnh thủ công, nên được hiểu là sau giờ hành chính nó mới duyệt được, chuyển buổi tối rồi chuyển cuối tuần là nó sẽ đến thứ hai rồi sau nó mới đến được đấy, nhưng mọi người không biết cái chuyện đấy. Thì các ngân hàng ngày xưa nó hay có một kiểu gọi là tôi có bao nhiêu lựa chọn, tôi sẽ đẩy hết ra và bạn đi mà là cái người lựa chọn cái phần đấy, nên họ sẽ thường có những phương án như kiểu là chuyển khoản liên ngân hàng và chuyển khoản 247. Người dùng không biết, người dùng chỉ nghĩ là ok tôi cần chuyển khoản đến cho Việt Anh tại một ngân hàng X. Vâng. Họ chả cần biết hai phương án kia và họ rất là hay chuyển vào liên ngân hàng, tại vì liên ngân hàng vẫn là liên ngân hàng. Nghe của đúng không? Nghe rất là đúng, nhưng về bản chất nó là một cái luồng hệ thống đằng sau. Vâng. Nó chuyển qua, và đấy chính là cái trường hợp của đội thanh toán và Blackpink kia, tại vì họ chuyển tiền hệ thống liên ngân hàng nên nó không thể đi ngay lập tức. Và đấy nó có thể là câu chuyện phốt của cái đơn vị đấy, nhưng ngày xưa bọn anh là vài chục triệu lượt giao dịch nhầm như thế mỗi tháng. Vài chục triệu mỗi tháng. Nó lớn kinh khủng khiếp luôn. Thì sau đó bọn anh đổi, bọn anh mix cả hai cái luồng đấy vào, mà anh không bắt người dùng lựa chọn lại cái việc đấy nữa, nó chỉ cho một phương án duy nhất để mọi người gọi là chuyển khoản đi thôi. Rồi mọi người chỉ cần nhập ok đấy là ngân hàng nào, đấy là ông Việt Anh, số tài khoản là bao nhiêu, và bọn anh sẽ estimate là ok khi nào tiền đến. Nếu đến được ngay thì bọn sẽ tự động tính là đến được ngay, nếu đến được lâu thì bọn sẽ estimate là ok 3 ngày nữa, 5 ngày nữa bọn sẽ estimate khoảng thời gian đấy. Nghe rất là đơn giản, nhưng về bản chất là bọn anh phải đi giải quyết cái vấn đề ở đằng sau đấy, đó là khi mà hai cái luồng kết hợp rất là khó về mặt nghiệp vụ ngân hàng, gần như mọi người muốn thay đổi là siêu khó, phải mix những cái luồng đấy lại về với nhau, làm sao để tự động được, làm sao để đưa ra được những cái phần điều kiện, và đặc biệt là phải phòng chống cái rủi ro phát sinh khi mà mình gộp những cái luồng đấy. Tại vì cái việc chính xác và an toàn mới là cái điều quan trọng nhất của một ông ngân hàng. Thì việc bọn anh sửa vào gần như mất đến hơn 4 tháng để làm xong một cái phần luồng duy nhất đấy. Nhưng đối với người dùng ấy, bọn chỉ thay đổi mỗi một cái nút duy nhất, họ không nhận ra, họ chỉ nhìn thấy là ok đây là chuyển tiền cho người khác, và họ chỉ việc chuyển thế là xong. Nhưng đằng sau đó là cả một cái phần đấu tranh và những cái việc làm rất là kinh khủng để làm được cái việc đấy, và đấy giảm được vài chục triệu lượt nhầm mỗi tháng. Đấy là một cái phần cây anh đã từng làm, nó bị biểu hiện dễ kinh khủng luôn một dòng chữ, nhưng những câu chuyện đằng sau mình nhìn thấy cái đấy là một vấn đề mà bắt buộc phải giải quyết nó, mình không thể cũng như các ngân hàng khác và đẩy cái khó cho người dùng được. Em cảm tưởng em đi ăn tối, em thanh toán cho một cái cô gì đấy, cô bảo cháu ơi không nhận được tiền, dạo này lừa đảo nhiều lắm, nên là cô khi nào nhận được tiền thì cháu không đi, thứ hai mới nhận được tiền, tại vì lúc đấy người ta không nhận được tiền đó. Rất là nhiều những câu chuyện kiểu như vậy mà nó sẽ sinh ra. Thì đấy là một trong những cây mà anh đã giải quyết và significant trong rất là nhiều những cái vấn đề để có thể giải quyết được cái vấn đề cho người dùng. Hoặc như sản phẩm hiện tại bọn anh làm về một cái page builder. Ngày xưa bọn anh có một cái tính năng nó sẽ giúp, tức là page builder bọn anh sẽ giúp người ta là có thể gọi là drag and drop để tạo ra những cái phần website mà người ta muốn. Thì bọn anh có một tính năng liên quan đến việc là tự động gọi là rà soát lỗi của cái trang đấy để người ta có thể chỉnh sửa. Thì ngày xưa bọn anh để nó ở trong cái phần gọi là pub, gọi là khi người ta sẽ làm xong nhé, người ta muốn nút được nút public page, tức là đẩy cái page ra bên ngoài, và sau đấy anh chèn cái phần trigger liên quan đến cái việc là cái thông báo ở cái phần public page đấy. Anh cứ nghĩ là bắt buộc họ sẽ phải đọc được nhé. Anh cứ nghĩ thế cho đến khi mà anh xem lại những cái phần record, xong anh xem cách họ làm, họ không đọc cái đấy luôn. Tức là khi trong đầu họ đã có intention trong cái việc là tôi muốn public cái page này, thì họ skip qua tất cả những thông tin không liên quan khác, họ ấn luôn vào phần public, kể cả thông tin đấy anh có để nổi bật đến cỡ nào. Em hãy nhớ lại cái trải nghiệm của em khi đọc báo, như kiểu như trước đọc VN Express hay là Dân Trí, một nửa màn hình nó là quảng cáo, nó nhấp nháy, nhưng mắt người sẽ tự động skip tất cả những thông tin đấy, họ skip luôn, họ chỉ đọc vào cái phần nội dung thôi. Tức là não người có một cơ chế nó gọi là blur tất cả những cái gì gọi là không quan trọng đối với họ. Tức là tạm thời phát hiện ra việc đấy, anh thay đổi cái vị trí đặt cái phần trigger đấy, thay đổi cái cách báo của nó, và lập tức là tăng 31% từ đại tích của cái tính năng đấy. Đó, rất là nhỏ luôn, nhưng mà khi mình đào sâu như thế nào, một loạt những cái phần vấn đề. Đó, thì cái này mà anh mở rộng một chút, đó là nhiều khi anh khi anh tuyển dụng hay anh làm gì, anh rất là muốn đọc được những cái case study của mọi người làm về những cái việc đấy. Mọi người đã xác định ra một vấn đề như nào, thay đổi như thế nào, và nó đã ảnh hưởng như nào đến cái công việc của kinh doanh, hoặc là giúp gì cho user trong cái trường hợp đấy. Thì nó cũng là một trong những cái tương đối thiếu khi anh đọc những cái phần case study của mọi người hiện tại. Em thấy những cái case study đấy rất hay. Tức là ví dụ như đấy, tức là đôi khi mình
Mọi người thì hay nghĩ rằng là ông này thay đổi cái này thay đổi cái kia thì chắc là gọi là cũng nhanh, đau khổ lắm. Hay nghĩ là làm cũng nhanh, nhưng mà thực sự kiểu em thấy là ví dụ đặc biệt là các công ty lớn ấy, thì đôi khi một cái thay đổi siêu nhỏ của người ta cũng là rất nhiều research, rất nhiều thử nghiệm, và thậm chí là đã thử rồi, test chán chê rồi, khi đến cái phiên bản cuối cùng mà mình nhìn thấy nó vẫn khác, nó vẫn chính xác. Và thế thì em thấy là kiểu với em thì em cảm giác là đấy là một cái công việc nó rất là thú vị. Mình sẽ luôn luôn nhìn thấy vấn đề hay cố gắng để nhìn nhận vấn đề và tìm ra những cách giải quyết mà nó sáng tạo nhất. Sáng tạo ở đây không phải là tạo ra cái mới nhá, mà sáng tạo ở đây là đôi khi dùng lại cái cũ, dùng lại cái cách thức ấy thôi, nhưng mà nó lại đem lại hiệu quả đấy, cao, bởi vì nó giải quyết đúng cái vấn đề ở đúng thời điểm. Cái ngành UI UX design như vậy em thấy là nó có một cái lộ trình phát triển như anh nói là từ là cũng đến bây giờ thì nó cũng đã khá là rõ ràng hơn ngày trước khá nhiều. Thế thì em tò mò, em thắc mắc một chuyện là thì cái end game của UX, một vị trí UI UX designer nó là gì anh? Tức là vị trí cần một cái mục tiêu cao nhất trong sự nghiệp như chẳng hạn, hoặc là với anh chẳng hạn, nó là cái gì? Thì câu này chắc anh này phải chia ra một tí, tại vì nó rất là nhiều những cái cạnh khác nhau. Anh em thấy anh thực sự ở mindset là anh rất là giải quyết vấn đề đấy, rất là UX UI okay. Bệnh nghề nghiệp đúng không? Anh có bao giờ bị nói là kiểu bệnh nghề nghiệp không? Lúc nào cũng sẽ phải lớp lang rồi. Anh nghĩ là nó cũng biến thành con người anh luôn rồi. Tức là trong nhìn mọi thứ anh sẽ nhìn ra cái vấn đề của nó. Anh sẽ phát hiện là cái môi trường này khác môi trường kia ở chỗ nào, có bao nhiêu loại, những loại đấy thì gặp vấn đề gì, rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp. Thì đại khái là anh cũng sẽ có nhìn những cái phần câu chuyện đấy. Thì trong cái câu chuyện của design thì như thế này. Hôm nay anh có tham gia một cái gọi là Figma Conference. Thì cũng nghe chia sẻ của những gọi là bác và top ở trong ngành. Thì mọi người cũng nói những cái mà anh cũng thấy rất là make sense. Tức là ví dụ kể cả trên thế giới ngày xưa thì cái việc gọi là làm sản phẩm nó cũng liên quan đến deliver nhiều hơn, nhưng gần đây một vài công ty lớn về công nghệ rất đỉnh, họ thậm chí dần cắt đi những vai trò làm về PM là product manager, mà họ require là bắt buộc những cái bạn PM đấy phải là đi từ gốc graphic từ gốc UX đi lên, để mọi người hiểu thực sự là mọi người đang phải làm một sản phẩm để giải quyết nhu cầu gì đấy cho người dùng trước, sau đấy mới là mọi người đem lại một cái value gì đấy cho doanh nghiệp sau đó. Thì dần dần ấy phát hiện ra là khi mà mình có gốc về mặt gọi là người dùng rồi ấy, vì bản chất nhất mọi sản phẩm làm ra đều để giải quyết một vấn đề gì đấy cho người dùng hết. Khi mà mình hiểu cái vấn đề đấy, thay vì mình chỉ cố gắng làm một sản phẩm mình có thể làm, thì mình làm một sản phẩm mà người ta có thể cần hơn. Thì khi mà mọi người có cái tư duy đấy đủ mạnh thì mọi người có thể lên được những vị trí rất là cao, có thể lên PM, thậm chí mọi người có thể làm startup một cái doanh nghiệp gì đấy. Vậy vì bây giờ chắc bất cứ loại startup nào cũng là một loại giải quyết vấn đề, đúng không? Tức là đấy, Uber là một loại startup, hoặc là đơn giản là Spiderum bọn em cũng là một cái startup. Vậy cũng giải quyết một cái vấn đề là ok, mọi người không quen thuộc và không muốn tiêu thụ những cái nội dung kiểu long form content. Vậy tạo ra nhiều cái long form content hơn chẳng hạn, vậy đưa kết dần dần mọi người trong cái phần việc đấy, đúng không? Thì đấy cũng là một loại giải quyết vấn đề sẵn rồi. Thì khi mọi người mà tóm lại, khi mình làm sản phẩm, đương nhiên mình phải duy trì được cái sự sống, tức là mình phải bán được cái phần sản phẩm đấy, đúng không? Được hiểu rằng là mình phải làm một cái mà xã hội cần. Mà cái gốc làm cái sản phẩm mà thôi cần chính là gốc về UX. UX nó sẽ có một vài điểm khuyết hiện chưa có, như kiểu là cái việc là chưa thực sự tính được về cái việc là, tức là thuần về UX thì nó sẽ chưa liên quan đến scope công việc, trong cái việc là tính được là bao nhiêu nguồn lực để mình làm cái việc đấy, hoặc mình sẽ thu về được bao nhiêu tiền trong thời gian bao nhiêu lâu mình đi như thế nào. Thì lúc đấy mình sẽ phải học những cái kỹ năng bổ trợ khác trong quản lý dự án, trong về mặt kế toán, trong về mặt kinh doanh, thì mình có thể bổ sung thêm. Nhưng khi mình đã có gốc về UX, nó chính là gốc mà tạo ra một thứ mà người khác cần. Thì lúc đấy anh phát hiện ra mọi người có thể làm được mọi thứ ấy. Tại vì bản chất nhá, tất cả mọi thứ trong xã hội đều xoay quanh con người. Tại vì tóm lại chúng ta là cái người chi tiền, đúng không? Và em làm cái gì cũng để phải bán được, nếu không bán được chỉ khi mình làm kiểu từ thiện. Từ thiện thì vẫn dành cho con người mà, đúng không? Nên khi anh phát hiện ra là cái gốc nó là con người rồi ấy, và mọi người đã hiểu về con người và đã làm những cái người khác cần, thì mọi người có thể mở quán cà phê, mọi người có thể thành một chủ doanh nghiệp, mọi người có thể thành PM, mọi người thêm bất cứ cái vai trò gì mọi người muốn, miễn là mọi người đang contribute một giá trị và tạo ra một cái mà người khác đang cần. Thì đấy là anh nghĩ là cái đích đến nó kiểu siêu rộng. Vâng. Còn câu chuyện với cá nhân anh thì nhiều khi anh cũng hỏi cái vấn đề này. Anh biết là anh cứ làm nhiều thứ trong vòng nhiều năm và anh sẽ có thiếu là bỏ được những cái anh không vui và giữ lại những cái anh vui. Thì sao anh hay hỏi là cái chuyện gì thực sự khiến mình vui, tại sao mình làm được công việc này lâu hơn những công việc khác? Thì anh phát hiện ra là anh cũng chả có cái đích đến hay là cái gì to tát lắm cả. Cái của anh muốn ấy đó là anh muốn làm mọi thứ tốt lên một chút.
Tức là khi anh đến một căn phòng hoặc là một buổi nói chuyện như này, anh hy vọng rằng là mình sẽ contribute được một cái gì đấy để kiểu chúng ta tốt lên một chút. Khi anh đến một cái lớp học, đến một cái công ty, đến bất cứ cái chỗ nào đấy, khi anh làm một cái phần sản phẩm, miễn là anh cảm thấy là anh đang làm được tốt hơn một chút là ok. Nên là khi tốt lên một chút đấy, tình cờ nó cũng chính là cách mà anh đang giải quyết vấn đề và input nó dần dần. Những mối quan hệ, những con người, những cái người xung quanh anh hay bất cứ thứ gì, thì thực ra đấy lại là cái đích của anh. Nên là nó sẽ không phải là một cái gì đấy. Anh không biết mọi người như nào, nhưng mà thường mọi người sẽ có một cái đích đấy, cụ thể như kiểu 3 năm tới em sẽ làm vai trò này, vai trò kia. Đối với anh đều không quan trọng. Tại vì đối với anh là con đường thì nó có thể rất là khác nhau. Một năm nữa không biết là thế giới sẽ thay đổi như thế nào. Có thể có những con AI nó sinh ra để người ta không cần phải làm cái việc này nữa. Người ta có thể làm được tất cả mọi thứ luôn, mà không cần có thể kill luôn cái ngành này. Anh cũng cảm thấy bình thường. Nhưng miễn anh phát hiện ra là nếu anh vẫn đang làm việc cho xung quanh tốt hơn, tức là anh vẫn đang contribute được cái giá trị ra bên ngoài, thì kiểu gì anh cũng sẽ give back được một cái gì đấy. Nên đối với anh cái đích đấy nó chính là như vậy. Anh vẫn phải làm được liên tục và contribute được càng nhiều càng tốt. Anh làm mọi thứ tốt lên một chút thì đấy gọi là cái đích của anh. Cái đấy nó cũng sẽ là một cái mà em nghĩ là kiểu khi mà mình làm sản phẩm nhiều thì mình sẽ bị bớt đi dần dần mình bớt cái tôi ấy. Mình bớt câu chuyện là ngày xưa thì cứ phải tôi làm này, tôi phải thay đổi thế giới đúng không? Tôi thay đổi thế giới bằng cách là tôi làm ra cái thứ long form hay gì đấy, và tôi thay đổi hành vi để cho người ta phải đọc, phải xem những cái thứ đấy và người ta sẽ tốt hơn. Nhưng mà càng về sau mình cảm thấy thực ra thay đổi thế giới đơn giản nhất là hãy đưa những cái thứ mà mình cảm thấy là tốt đến được với đúng người cần. Và sau đấy thì như vậy là chỉ cần mình thay đổi một chút trong nhận thức, trong tư duy, trong suy nghĩ, và cung cấp một cái kiến thức gì đấy cho người ta thôi, là người ta đã có thể đưa ra quyết định tốt hơn rồi. Và như vậy là mình đã thay đổi thế giới rồi. Okay, chứ mình không phải thay đổi thế giới là mình phải giống như Facebook chẳng hạn, ngày xưa người ta không bao giờ lướt bây giờ người ta lướt. Em nghĩ cái đấy nó quá khó. Như vậy anh vừa nói đến cái câu chuyện sản phẩm để thay đổi thế giới chẳng hạn, thì thứ đã để thay đổi thế giới hay không thì câu chuyện là sẽ là như này. Một câu hỏi mà anh trong nghề bạn sẽ hỏi nhau đó là thế thì cái sản phẩm này nó có đang fit và cuộc sống của user hay là không. Thế giả sử nếu mình làm một thứ rất hay nhưng user hoàn toàn không có điểm chạm, không có thói quen để sử dụng những cái phần sản phẩm đấy, thì về căn bản là tốt mấy thì nó vẫn là một đường thẳng song song mà nó không bao giờ chạm được vào cái cuộc sống của người ta cả. Đúng không? Còn như gần đây khi mà kiểu VinGroup nó vừa rất là đỉnh làm ra xe điện, thì cái fit nó được hiểu rằng là ok, người ta có thể dùng cái, tức là đưa một quyết định như là kiểu là cái thời lượng pin nên là bao nhiêu lâu, tức là cái quãng đường của mỗi loại pin nên được bao nhiêu sao trong mỗi loại này ạ. Nó mới tính là ok, một cái người bình thường ở Việt Nam họ đi di chuyển cái quãng đường như thế nào, bình thường bao nhiêu lâu họ đổ xăng, thì cái thời lượng pin đấy có đủ nhiều để họ không bị distract quá nhiều vào cái việc sạc đấy hay là không, hoặc là khi họ về đến nhà họ có thể sạc được ở nhà hay là không, khi họ ở chung cư họ được sạc hay là không. Đấy, thì nếu tất cả những cái đấy nó phải fit được vào cái hành vi thật của họ thì những cái sản phẩm đấy nó có thể deliver được, chứ nó không chỉ đơn giản là mình cứ làm ra cái xe điện thì là mình đã deliver được rồi, mà nó phải tính được ok với toàn bộ những cái bối cảnh xung quanh đấy, là mà cái sản phẩm đấy phải fit được vào với cái người dùng đấy, thì dần dần ấy, tức là người ta phải sử dụng được nó trước đã, trước khi người ta nhận ra cái giá trị của nó thì người ta phải sử dụng nó đã. Nếu mình làm một thứ ok, nó rất hay, rất tốt, đây là kiểu nghiên cứu tất cả mọi thứ, nhưng nó không fit, người ta không bắt đầu dùng thì không có câu chuyện đằng sau đấy. Đó, nên là anh nghĩ là cái câu chuyện của em thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Thế là mình vẫn sẽ muốn đem lại cho họ rất là nhiều những cái phần value, những cái phần thông tin có giá trị để họ có thể đưa ra được quyết định và nhiều kiến thức hơn. Nhưng phải biết được mình, họ phải dùng mình đã. Sau đó mình sẽ convert lên những cái cao hơn. Thì anh nghĩ đấy là cái cách mà bắt buộc cái sản phẩm nó sẽ phải trải qua, không phải là một option nữa, nó là bắt buộc. Không sản phẩm nào có thể sống được nếu mà user ngay từ đầu họ đã không dùng nó rồi. Vâng, thì hay đến mấy hơn thôi. Đúng rồi, em nghĩ là, nhưng mà nó cũng là một cái mà bài học đấy, từ đối với bọn em cũng không phải tự nhiên ngày 1, ngày 2 tự nhiên mà em nghĩ ra như vậy đâu. Nói ra cũng là vì ok, mình làm, mình cứ cố, mình cứ đâm đầu vào, xong mình cứ nghĩ rằng là mình đúng ấy. Luôn là em nghĩ mọi người khi bắt đầu giải quyết vấn đề thì thông thường là vậy, khi làm sản phẩm ai cũng thế. Tôi lớn rồi nghĩ rằng là tôi làm này chắc chắn là nó sẽ ok. Nhưng mà trên thực tế thì đấy, bọn em cũng gặp rất nhiều cái, xong dần dần bọn em nhận ra thực ra mình phải flexible, và thực ra mình không nên quá là kiểu cố gắng thay đổi. Như anh nói, em rất thích cái quan điểm là thực ra mình phải fit được vào cái lịch trình tự nhiên của người ta, hay fit được vào cái hành vi tự nhiên của người ta, chứ không phải là ví dụ mình yêu cầu người ta phải có một cái gì đấy kiểu khác biệt. Nó thay đổi, nó đảo lộn cái trật tự, cái lịch hay là cái hành vi sử dụng của người ta, thì như vậy thì em nghĩ là nó rất là khó. Nó cực kỳ khó.
Chắc là cũng gì một phần em là người làm sản phẩm. Tất cả thứ em rất thích làm sản phẩm, em rất thích cũng đặt câu hỏi tại sao, thường tại sao người ta thích xem này, tại sao người ta không thích xem kia. Và ví dụ với YouTube của em thì là xem người ta drop ở chỗ này chỗ kia, tức là ví dụ như mình maybe mình sẽ phải đặt cái này cái nọ ở đây. Drop thì có thể là rất nhiều lý do drop đúng không? Nhưng mà ví dụ như hoặc là content mình phải nhắn lại hay là như nào đấy, thì tất nhiên nó sẽ là câu chuyện kiểu cân đối ấy. Nó sẽ có những thứ là giá trị cốt lõi của mình sẽ không thể compromise, tôi không thể thỏa hiệp. Tôi kiểu ok, ví dụ bây giờ tôi thấy là càng ngày người ta càng xem ít thì tôi làm video dưới 1 phút thôi. Kiểu vậy thì bọn em thì cũng có thể làm được điều đấy, nhưng mà em nghĩ là nó không phải là thứ mà em cảm thấy sướng. Sướng thì làm thì thôi, mình cũng không nên gọi là quay ngoắt ra như thế. Nhưng ngược lại mình cũng phải ok với cái như thế, tức là có thể là cái mức độ chú ý của người dùng nó sẽ cần phải liên tục được. Ví dụ trong vòng 1 phút hay vòng bao lâu ấy, mình liên tục phải có các điểm để cho người ta phải neo người ta lại. Thì đấy cũng sẽ là những cái thứ sáng tạo mà em cảm thấy là làm những cái thứ đấy cảm thấy rất vui. Rất vui, nó rất nhỏ, nhiều khi nó gọi là tăng hình luôn, không biết đấy là một loại thiết kế hoặc là một loại quyết định rất là tốt cho người dùng, nhưng mà khi mà mình đưa ra thì rất là hay. Cho cái cần câu chuyện của em ấy, bổ sung thêm một ý, nó liên quan đến cái việc mà thực ra mình lại không nên ơ đáp hoàn toàn theo người dùng. Mình nên fit với họ nhưng mình không nên ơ đáp hoàn toàn 100%. Tại vì nó như thế nào nhỉ? Tại vì đâu đấy thì về bản chất của con người thì họ sẽ có những cái bản chất xấu. Ví dụ như là vì sao gần đây thì là những cái phần short form như kiểu TikTok hay là Reel nó lên. Tại vì bản chất con người là thế nhỉ, khi mọi người lướt một cái gì đấy, TikTok, Facebook đúng không? Mọi người không biết rằng là cái lướt tiếp theo và đang sẽ là cái gì nó xảy ra. Thế sao mọi người vẫn lướt? Tại vì về bản chất đó là một loại phần thưởng ngẫu nhiên. À, mình đang xem một cái này, tự dưng xem một cái thứ khác, và nó gọi là gây ra cái hưng phấn liên tục dành cho mọi người. Và mọi người rất là dễ nghiện trong cái phần việc đấy chẳng hạn. Thì anh không chỉ trích TikTok hay Facebook, anh chỉ đang nói là nếu mà theo nature của con người sẽ có những cái họ không tốt lắm. Nhưng mà khi mà mình làm sản phẩm, như em là một founder của một startup, mình sẽ làm với cả một cái niềm tin. Đầu tiên mình sẽ tin là cái sản phẩm của mình ra nó phải đủ tốt, nó phải đem lại một cái value gì đấy. Thì về sau đối với anh nó là một câu chuyện của sự balance. Làm sao để mình balance được việc là mình không thể thay đổi bản thân mình được. Bản thân mình là một cái, tức là bản thân mình đây đang muốn nói là cái value của mình nhé, không nói là cách mình làm nhé. Cái value của mình vẫn phải giữ, cái đích của mình nó vẫn phải ở đấy. Chỉ là mình thay đổi cái cách đi. Cách đi đối với anh nó là một loại gọi là chiến lược để đi đến đích, đúng không? Mình phải thay đổi cái cách đi để đi được đến đích, và nó phải acquire và fit được với cái user hơn. Nhưng đối với anh, khi những người làm sản phẩm ấy, cũng đừng vì, tức là ví dụ như là ví dụ truyền thông nó thay đổi bởi vì nó cứ chạy theo thị hướng đám đông một cách thuần túy chẳng hạn, thì nó sẽ tạo ra những cái content mà nó sẽ tương đối không ổn lắm. Nếu mà anh trong làm trong ngành thì anh sẽ hiểu vấn đề đấy, đúng không? Nhưng mà khi mà mình giữ ok, đây là một cái tôi của tôi và tôi chỉ làm để nó fit với user hơn thôi, nhưng mà tôi vẫn sẽ hướng đến một cái giá trị, và về lâu dài tức là user vẫn sẽ đạt được cái việc đấy, thì anh nghĩ đấy là cái đỉnh cao với việc làm sản phẩm, vẫn giữ được cái của bản thân mình và vẫn giữ được cái mà khách hàng cần. Đấy, tạo ra một cái sự cân bằng giữa hai cái vấn đề đấy. Vâng, em cũng là người theo trường phái đấy. Tức là không bị quá cứng nhắc. Tức là sẽ có hai cái sai lầm mà em thường gặp. Một là quá cứng nhắc, nghĩ rằng là tôi như thế, bạn bắt buộc phải theo tôi. Nếu mà bạn thực sự tạo ra một sản phẩm gì đấy mà nó thực sự đột phá, hoặc là một cái sản phẩm gì đấy có cái mức độ là loyalty nó cao kinh khủng, thì ok, thị trường thay đổi nào tôi vẫn cứ làm những cái thứ như tôi, giống như kiểu những cái thiết kế, những cái đồ xa xỉ, ví dụ túi, những cái túi thứ Louis Vuitton hay gì đấy, người ta cũng đâu cần phải quá là, tức là sẽ có những thứ classic và mãi mãi. Nhiều khi cũng có những cái mà bây giờ thêm tính năng, thêm cái thứ nó tốt hơn thì chẳng hạn thế, nhưng mà có khi người ta cũng chẳng quan tâm. Nhưng mà em nghĩ là cái khả năng để xây dựng những cái đấy khó lắm. Nên là hầu hết là thường là mọi người sẽ bị vấp ở câu chuyện là tôi quá là cứng nhắc, và việc đấy hai là tôi bị quá linh hoạt ấy. Đúng rồi, quá linh hoạt và cứng nhắc. Kiểu cứ nghe thì ông này nói một câu là đánh mất bản thân luôn, ông này nói thế là mình phải sửa rồi. Xong ra ông kia ông khác lại bảo ngược lại, xong tôi chết lại đập đi đập lại. Em biết là câu chuyện gì không? Để ok giữa đường. Chính xác đấy, giữa đường. À, để ok giữa đường. em gặp rất nhiều chuyện đấy luôn. Tức em kiểu em thấy là mọi người nhiều khi nó bị hơi thiên về hai thái cực ấy. Đúng và rồi. đến một ngưỡng nào đấy dần dần có lẽ là mình mới ba lần rượt ấy, mình mới tìm được ra cái điểm cân bằng, và khi mình đạt được cái điểm cân bằng đấy thì mình mới thực sự là làm những thứ mà theo cách phải giống như bọn em làm showroom ấy. Nhiều khi kiểu user cũng sẽ có người này kia bảo xong cái này cái kia phung phích vân vân đi, nhưng mà mình vẫn sẽ phải có một cái gì đấy, tức là em luôn bảo mọi người là
thực ra mình là người có nhiều thông tin nhất. Ai cũng sẽ có góc nhìn của một người đấy, nhưng mà chắc chắn góc nhìn được back up được nhiều dữ liệu nhất và nhiều thông tin nhất là góc nhìn của mình. Thế mình cũng phải tôn trọng góc nhìn của mình một tí. Chứ không phải là ví dụ như là cứ người ta bảo gì, hoặc là ví dụ một anh nào đấy nhiều kinh nghiệm hơn anh Trung chẳng hạn, bây giờ nhiều kinh nghiệm hơn để UX cho anh Hưng bảo ôi con website phải là phải cái gì chưa chắc. Bởi vì theo cái kinh nghiệm cá nhân của em luôn, em cũng đã làm việc với rất nhiều anh chị cũng nhiều kinh nghiệm trong từng cái mảng cụ thể nhé, nhiều kinh nghiệm hơn em trong những cái mảng đấy để làm những cái vấn đề liên quan đến Spyroom. Nhưng mà đôi khi em vẫn nhận thấy là thực ra cái solution, cái giải pháp đấy thì ta nhìn nó rất là chuyên nghiệp và rất là đấy, nhưng mà trên thực tế thì liệu nó có adapt được vào trong cái thực tế doanh nghiệp của mình hay không, hay là cái thực tế của mình đang triển khai hay không, thì nó lại là một câu hỏi. Và trên thực tế thì cũng đã có lần mà em thử adapt vào nó cũng chả work. Nhưng mà làm theo cách của mình twist một tí dựa trên cái đấy thì nó lại work. Nó lại work tốt hơn hẳn. Thế nên em nghĩ là đấy, đến cuối cùng thì không nên kiểu quá nuôi dưỡng cái tôi của mình, nhưng ngược lại cũng không nên đè nó xuống quá. Đúng rồi, chính xác cái chuyện đấy. Với những ai mà là sản phẩm lâu ấy, phát hiện là hình thành mọi người hình thành đến một cái nó gọi là product sense. Mọi người sẽ không thực sự lý giải được việc đấy đâu. Không biết là chính xác là đấy đã là một cái statement vấn đề hay không, nhưng mọi người cảm thấy việc này rất đúng. Thì trường hợp đẹp nhất khi mọi người có đủ kinh nghiệm và đủ cái nền tảng đằng sau đấy, thì nhiều khi mọi người chỉ cần quyết định bằng cái phần product sense của mình thôi, nó tương đối là ok rồi. Tại vì đôi khi một cái người đứng ở ngoài vào đấy, nên khi mà bảo là những cái bạn làm kiểu consultant ấy, mọi người sẽ không hiểu rằng chính xác cái domain đấy thì mọi người có hiểu cái domain, nhưng chính xác cái doanh nghiệp đấy nó có thể khác. Chính xác cái vận hành của doanh nghiệp đấy nó có thể khác. Những cái việc trong người đã từng trải qua, đã từng thử nghiệm thì người ta cũng không thể biết hết được. Tất nhiên khi họ vào thì nếu mà đẹp nhất thì họ phải acquire rất là nhiều những cái thông tin đấy, họ đưa ra được cái phần kiểu tư vấn dành cho họ. Nhưng đôi khi thì nó vẫn không thể nào sâu được vào, đúng không? Em làm 7-8 năm của một cái phần sản phẩm, một người khác vào kể cả họ là chuyên gia những lĩnh vực của họ, họ không thể hiểu cái sản phẩm đấy bằng em được. Đúng. Nên là có rất là nhiều cái thì họ sẽ bị khuyết. Và khi là mình làm, đặc biệt khi em làm founder, em có một cái tầm nhìn thôi, nó mỗi cái sản phẩm cần có một tầm nhìn, mỗi con người cần có một cái tầm nhìn, mình sẽ biết mình muốn đi về đâu luôn. Nhiều khi mình sẽ phải chấp nhận là trade off trong ngắn hạn để đạt được nhiều cái phần kiểu dài hạn hơn. Thì tóm lại thì anh nghĩ là mọi thông tin khác nó chỉ mang tính gọi là tư vấn thôi, còn make decision đương nhiên là cái người gọi là founder của cái đấy sẽ là cái người để đưa ra. Và nó có được hay không được thì thứ nhất là em vẫn sẽ là người chịu trách nhiệm về cái phần việc đấy đã, và thứ hai là em vẫn sẽ là cái người hiểu nó nhất. Em thấy là đấy là một cái mà em cảm thấy là rất là hay. Nói chung là thực ra cuộc đời làm sản phẩm, cuộc đời làm những cái thứ đấy thì thực ra nó giúp mình nhận ra nhiều thứ về bản thân mình ấy. Ngày xưa mình như thế này nhưng bây giờ mình ra sao. Có thể là dù hồi xưa thì lúc tôi bắt đầu thì một là tôi bị cứng đầu quá, hai là tôi lại bị kiểu dễ bị gọi là gì nhỉ, tôi hiệu ứng hào quang. Nó làm cho mình kiểu ui anh này kinh nghiệm giỏi như này, anh nói thế chắc là đúng rồi, kiểu vậy. Nhưng đến bây giờ thì em đã không bị thế nữa rồi. Em nghĩ ok, kể cả như thế nào chăng nữa thì nó vẫn là cái câu chuyện balance, là câu chuyện kiểu. Và thực ra để mà balance được cái đấy nó cũng cần rất nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm, và nó cần cái sự cởi mở ấy. Cái sự thoải mái, cởi mở rằng là mình có thể sai, người ta cũng có thể sai, bất kể là ai chăng nữa. Như vậy thì em thấy là đấy là một cái mà em cảm thấy rất thú vị. Bây giờ em adapt nó, tức là em nhìn nó vào trong tất cả các mặt của cuộc sống ấy, em thấy kiểu cái gì cũng là cái thứ để tối ưu, cái gì cũng là thứ để mình có thể làm cho nó tốt hơn được. Thì mình cũng cảm thấy là nó rất rất vui. Bất cứ trong một cái chuyện gì để em học, em chơi, rất cứ thứ gì em cũng cứ adapt cái mindset đấy vào. Và em thấy là kiểu khi mà mình làm cái việc đấy, mình cảm thấy là cái quá trình học tập hay quá trình phát triển của mình nó cứ liên tục và mình cảm thấy vui được những bước nhỏ đấy. Ý này của em ấy là anh nhớ đến một cái phần ý trước đấy, anh muốn link lại. Nếu em hỏi là khi mà chọn một thứ ấy, thì ok anh sẽ mở rộng ra, nếu mà mình chọn một thứ để mình muốn làm hoặc là muốn tạo ra một cái sản phẩm gì đấy thì có rất là nhiều yếu tố như em vừa nói. Nhưng nếu mà yếu tố để cho mọi người mới bắt đầu, anh sẽ chọn đúng yếu tố mà em vừa nói, đó là yếu tố cứng đầu. Thứ nhất cứng đầu ấy thì nghĩ tiêu cực thì nó có thể bảo thủ, nhưng về bản chất cứng đầu nó là cái đầu tiên, đó là tôi muốn làm một thứ rất cụ thể việc đấy và tôi sẽ làm nó. Đấy là cái bản chất cái việc cứng đầu. Cứng đầu không phải là mình bướng. Cứng đầu mình biết là tôi nghĩ đây là một cái rất là tốt và người ta sẽ khao khát muốn làm cái phần việc đấy, người ta sẽ deliver nó bằng mọi giá. Thì đấy là cái nghĩa tốt của cái từ cứng đầu đấy. Tức là đầu tiên mọi người phải cứng đầu đã. Mọi người có thể chưa cởi mở cũng được luôn. Dần dần mọi người sẽ phải cởi mở. Khi mọi người bị va vào đá nhiều quá, mọi người sẽ biết tự đẽo gọt cái phần bản thân đi. Thì đến một giai đoạn khi em phát hiện là những cái người cứng đầu như thế, họ có khả năng phát triển lên mà họ dày dặn được lên ấy, thì họ tự biết bọc cho mình những cái lớp lớp khác.
họ sẽ biết thế nào là đủ linh hoạt, thế nào là giữ được cho bản thân mình, thế nào là học thêm một thứ mới. Nhưng ngay từ đầu những bạn mà anh phát hiện ra là ngay từ trẻ mà mọi người lại quá flexible. Mọi người rất khó tự đi. Mọi người tức là tự đi ở đây thì ý là mọi người tự mở ra một cái gì đấy hoặc là làm cái đấy kiểu own owner của mình. Còn những bạn mà sẽ thích đi làm kiểu chuyên gia để có thể làm trong công ty thì lại rất là ok nhé. Nhưng những bạn mà thực sự muốn tạo ra cho mình một cái thứ gì đấy thì anh phát hiện là cái cứng đầu là một trong cái tố chất của mọi người. Nhưng sẽ có một cái phần gọi là hơi gọi là anh sẽ gọi là quá độ một tí, thì giai đoạn đấy đôi khi mình sẽ hơi bị khó chịu một tí. Nhưng mà hy vọng là mọi người sẽ vượt qua được cái phần giai đoạn đấy để đi được những cái giai đoạn phát triển tiếp theo. Thì với trải nghiệm của cá nhân anh, những cái bạn cứng đầu mà có thể lên được ấy, đều là những người mà anh cảm thấy rất là đỉnh và anh rất là quý, cảm thấy là họ rất là giỏi và nhiều điểm mình có thể học hỏi được. Tức là họ có một cái niềm tin đủ mạnh. Em nghĩ là cái chuyện đấy là chuyện kiểu ta có một cái niềm tin và chấp nhận rằng là cái kiểu người khác nói như thế nào chăng nữa thì mình vẫn tin vào điều đấy. Bất kể người ta có là ai. Ngày xưa em cũng thế. Em là một hình mẫu theo đúng kiểu như vậy. Kể cả em làm spy room, rất nhiều người hỏi bảo em là mày làm này thì làm sao có, tức là người ta có kinh nghiệm hẳn hoi và các anh chị cũng lớn, mà em rất là respect, chứ không phải là ở đây nói câu chuyện này nói cho vui thôi, nhưng mà trong quá khứ thì cũng có những người ta không tin. Hầu hết người ta không tin, nhưng mà thì thôi, kiểu mình là người chịu trách nhiệm đó, là mình làm mà. Chỉ có mình tin và mình phải cố thôi. Còn vấp váp thì cũng nhiều, nhưng mà đến cuối cùng thì em thậm chí là em nhớ ngày xưa có những khoảnh khắc mà em nghĩ thì đã nói như vậy thì thôi mình sẽ có những chẳng gì, mình sẽ cố gắng tự làm để mình chứng minh rằng là mình đúng. Không có cách nào khác để chứng minh cả, chỉ có một cách chứng minh của hành động thôi. Đấy, em cứ đầu cũng hay bị thế, càng nói phải càng làm ra, càng phải làm, càng phải làm. Team của em nói cái thấy ngày xưa ấy, anh em cũng là như thế, tức là gắn bó với nhau và làm với nhau đến bây giờ cũng được nhiều năm rồi. Là bởi vì tất cả mọi người chung một cái cảm giác như vậy, mọi người bảo thực ra cái này nó xứng đáng được nhiều hơn, nó tốt hơn, và mình có khả năng làm được tốt hơn vậy thì mình phải cố gắng để mình chứng minh rằng là những người kia sai, kiểu vậy. Thế nhưng gọi cho chứng minh sai thì cũng hơi quá, nhưng mà ý là để chứng minh rằng mình đúng và chứng minh rằng con đường mình chọn là nó không phải là một cái gì đấy kiểu viển vông ấy. Vì rất nhiều người có thể ngày xưa dễ nghĩ là một em cái ông này làm spy room thì viển vông, kiểu mấy cái idea này thì làm sao mà làm được, thời điểm này xong làm mấy cái này kia mà kiếm tiền đi, kiểu thế. Thì bọn em nhận thấy là cũng là một cái động lực khá hay. Em quay trở lại một tí với câu chuyện là cái ngành UX UI, thì em có nhận thấy một điểm là em thấy là ngành này, như anh vừa nãy anh có chia sẻ, cái nghề này nó sẽ phải tương tác khá là nhiều người, nhiều bộ phận, và nó cũng cần rất là đa dạng về câu chuyện gọi là kiến thức, chúng mình nói là kỹ năng và kiến thức. Thì em thì em nhận thấy nhá, cái này là cá nhân em thôi, em nhận thấy là cái câu chuyện về communication nên là kiểu kỹ năng giao tiếp các thứ này nọ nó rất là quan trọng, nhưng mà nó lại thực ra em thấy chắc nó đã là điểm mạnh của các anh em designer nói chung nhá. Đây là ok, cái này có thể nó là một cái gọi là gì nhỉ, tức là một cái định kiến hay là một cái gì đấy em đang được nhồi vào đầu. Nhưng mà em có cảm giác rằng là chắc là một phần nữa do mọi người học cái đấy nó thiên về câu chuyện kiểu tức là tự làm việc với cá nhân mình rất là nhiều ấy, đúng không? Thứ hai là cũng không phải là họ phải học những cái theo kiểu là không học nhiều những cái kỹ năng hay là kiểu giao tiếp này nọ. Thì anh nghĩ thế nào về cái câu chuyện là làm nào để mình có thể làm việc tốt nếu mà như mình có một cái background bắt đầu như vậy? Anh nghĩ là cái nhận định của em rất là hay. Đầu tiên anh lại phải chia lại một chút về cái việc là vì sao nó thường sinh ra cái nhận định đấy. Thực ra nó cũng sinh ra từ cái demand của cái thị trường thôi. Bởi vì bản chất ngày xưa design làm việc solo rất là nhiều. Và nếu có làm việc nhóm thì nó sẽ là làm việc trong nhóm design với nhau. Tức là những cái người design sẽ ngồi với nhau, họ sẽ nói những cái người gọi là cùng background knowledge với mình, cùng có cái quan điểm thẩm mỹ giống mình. Ví dụ thế. Thì họ không có nhiều cái phần góc nhìn khác. Như bây giờ cái demand nó lại đổi. Tức là cái kỹ năng trong cái việc hợp tác, cái kỹ năng trong việc là làm với nhiều phòng ban khác nó đã trở thành một kỹ năng rất là quan trọng. Tại vì cái mô hình vận hành đặc biệt của những cái team làm về product bây giờ nhé, trong một team có là PO là product owner này, BJ BA này, rồi front end, back end, rồi có design, có tester, hoặc rất là nhiều cái bộ phận khác, có bên kinh doanh ở trong đấy luôn. Thì nó bắt đầu sinh ra cái nhu cầu đấy là bắt buộc nếu anh không có khả năng collaboration tốt với cả mọi người thì không làm được việc. Thì bắt đầu sinh ra cái demand đấy cao hơn. Ngày xưa là không có demand đấy nhé, hoặc là rất là thấp. Tức là mọi người cứ cá nhân bình thường, mọi người không cần communicate bình thường, hoặc cùng lắm mọi người chỉ cần communicate với những người giống mình thôi. Bây giờ mọi người chịu một chút là phải communicate hiệu quả với những người khác mình. Hoặc là bây giờ xu hướng như kiểu mọi người làm remote sang nước ngoài chẳng hạn, thì thậm chí mọi người đã phải communicate với những người khác mình về mặt background, về mặt ngôn ngữ, rồi văn hóa.
nên cái khả năng communicate càng ngày càng trở nên quan trọng hơn, và đối với anh thì nó không thể thiếu được luôn. Ví dụ như là bây giờ trong team anh chẳng hạn, sau khoảng tầm hơn một năm anh cũng làm tương đối nhiều cái việc gọi là training cho team, ok, trong khoảng tầm một tháng gần đây anh mới thử một nghiệm một thứ, đó là tổ chức những cái buổi review và anh invite tất cả các bên khác và những cái head của bên CS, các customer support, head of marketing hoặc là bạn CTO, bạn founder, và anh sẽ để những cái bạn design đấy tự đứng ra trình bày những ý tưởng của mình. Tất nhiên là bọn anh sẽ review trước và mọi người sẽ phải tự đứng ra một cái bốt rất là đông người như thế và nghĩ rất là nhiều những cái phần feedback và phải communicate làm sao là ok, bọn em chỉ có 30 phút trong một cái phần time slot của bọn em thôi và bọn em phải dùng nó thật là hiệu quả. Ok, bọn em nên một trình bày một cái slide như nào, nên nói gì trước, nên nói cái gì sau, nên đóng scope công việc, tức là cái scope đi vào như nào, dẫn như thế nào, xong rồi làm xong thì đặt những cái câu hỏi nào để mọi người đưa ra quyết định trong vòng 30 phút đấy. Thì dần dần mọi người sẽ được nâng cao cái khả năng về cái việc gọi là communicate của mình lên. Thì đấy, đầu tiên anh nhận định là kỹ năng communicate là siêu quan trọng, tại vì bây giờ mọi người không làm việc solo nữa, bất cứ một cái sản phẩm tốt nào nó đều kiểu gọi là sự tham gia của rất là nhiều bộ phận, nhiều phòng ban khác nhau. Nó không thể all star để bạn cứ design đẹp thì mọi thứ nó ok, không phải. Thì đấy là cái thứ nhất. Thế thì cái thứ hai thì là làm sao để mọi người rèn luyện được kỹ năng đấy. Thì đầu tiên nó phải đi từ cái việc là, chưa đến rèn luyện đâu, nó đến từ cái việc là mọi người phải nhận ra đấy là một thứ cần. Tại vì mọi người biết rất là nhiều thứ, giả sử là ai cũng biết rằng là tập thể dục thì tốt. Có phải ai tập thể dục đâu. Nó cũng tương tự như cái phần việc đi làm học kỹ năng về mặt communicate. Đầu tiên mọi người phải nhận ra đấy một kỹ năng rất quan trọng, sống còn với cả mọi người. Và mọi người đôi khi nếu mà lười thì mọi người phải bị bầm dập với nó vài lần để xem là, giả sử nhé, một bạn có hai bạn có kỹ năng chuyên môn ngang nhau, nhưng vì bạn đơn giản là có cỡ kỹ năng communicate tốt, lương gấp hai với bạn kia, em đã từng gặp những trường hợp kiểu như vậy luôn. Thì mọi người mới thấy là mọi người đủ động lực để mà mọi người làm. Thì nếu mọi người đi sớm đôi thì tốt, còn không đôi khi mọi người đập đầu vào đá để làm cái phần việc đấy. Mọi người phải hiểu rằng mình phải làm việc đấy, nó không phải là một lựa chọn mà nó là phải làm. Khi mọi người thấy nó là một việc phải làm thì câu chuyện tiếp theo là mọi người làm thì thực ra cái kỹ năng communicate, về bản chất cái việc dạy của anh nhận cũng là một kỹ năng về việc communicate, tức là nói cho người khác hiểu. Thì lúc mà mọi người cũng sẽ phải học, ví dụ như là lúc mà anh nói về việc là những cái template và những cái mà mọi người đọc cho cái nhóm, nên điền thông tin cho cái nhóm đọc sách ấy. Bản chất đấy chính là kỹ năng communicate. Ok, nhận một thông tin đi, bạn hiểu nó đi, convert nó thành của hiểu của nó, biến thành của bạn đi, lấy những ví dụ của bạn đi, xong rồi nói cho người khác hiểu. Bản chất đấy chính là communicate. Vậy thì đấy chính là cách mà anh rèn luyện, là giúp mọi người liên tục là ok, nhận một thông tin xong rồi nói. Kể cả trong team anh bây giờ, anh cũng tổ chức hai buổi một tuần, mọi người phải training nội bộ lẫn nhau. Cứ hai tuần một lần mọi người sẽ phải training, rồi mọi người tổ chức được từ đầu năm đến giờ mười mấy những cái chương trình rồi. Mọi người phải nghiên cứu một chủ đề gì đấy, mọi người phải chia sẻ lại được cho những người khác, thì dần dần cái khả năng communicate của mọi người tăng. Kể cả những trong team anh có những bạn mới chuyển sang khoảng tầm một năm, trước đấy thì kiểu mọi người kiểu rất là ngại, không biết present một cái gì cả. Thì đến bây giờ mọi người bắt buộc phải nói cái đấy, tự động đi làm việc với dev, tự động đi làm việc với PO, communicate tất cả mọi thứ về mặt kỹ thuật, về mặt kinh doanh, present ra trước một nhóm đông người. Thì đấy là một cái mà mọi người sẽ phải học. Đấy là cái cách anh training cho team, và cũng là cách anh cũng rất là hay chia sẻ để mọi người có thể nâng cao kỹ năng communicate của mình tốt hơn. Em nghĩ là communication thực ra là một kỹ năng học được. Nó chỉ là câu chuyện nó là quen tay thôi. Đúng rồi. quen. Em ngày xưa cũng thế, đi học, hồi đi học một phần là em có thể thuyết trình nói chuyện thế nào được, rồi vì hồi đi học cũng làm nhiều quá, hồi học ở nước ngoài. Trường của em thì kiểu lúc cứ liên tục ấy, kiểu thuyết trình rồi đứng trước đám đông thứ này nọ xử lý. Nên là em nghĩ là cái đấy là cái mà thực ra mình kiến tạo môi trường tốt, mình tạo ra một cái văn hóa, tức là mọi người có thể làm việc được với nhau ấy, thì nó sẽ dần dần nó sẽ cải thiện. Em muốn hỏi một tí là cho anh bổ sung một tí, em bị thiếu một nửa ý. À ok. Sorry. Tại vì là trong communicate nó có hai chiều. Vâng. Đó là chiều nói ra và chiều nhận lại. Ừ. Thường khi mà mình nói đến communicate, mình hay nói đến cái chiều đưa đi nhiều đấy, mình present, mình chỉ được một ý tưởng nhiều. Nhưng thực ra ấy, cái chiều nhận lại là rất quan trọng, và cái kỹ năng nhận lại là một kỹ năng mà anh cũng phát hiện ra mọi người bị thiếu. Đó là kỹ năng lắng nghe. Thế sao trong cùng một cuộc họp có những người nói, mà có những cái người nghe họ có thể hệ thống được ngay cái thông tin để mới biết ra được mấy ý. Vâng. Có những người thì họ sẽ bị mơ hồ, xong kiểu họ quên không biết họ đang cần làm cái gì. Thế thì cả cái việc lắng nghe cũng cần tập luyện. Mọi người có thể search thêm về cái nó gọi là active listening. Thì nó rất là nhiều kỹ năng ok, làm sao để mình lắng nghe. Ví dụ biểu hiện của nó nhé. Ví dụ như là khi em đang nói chuyện với một người nào đấy, nhưng mà trong đầu em cứ nghĩ là thôi chờ đến lượt mình để mình nói, tại mình đã nghĩ sẵn cái câu trả lời rồi chẳng hạn. Thì đấy cũng là biểu hiện của một sự mà không lắng nghe lắm. Đó. Thì sẽ có những cái người mà lắng nghe tốt hơn, thì anh nghĩ là mọi người nên
cân nhắc và tìm hiểu và thực hành kỹ năng lắng nghe nữa. Tại vì mình kỹ năng này nó không phải cho công việc, nó là cuộc sống. Nó sẽ giúp mình lắng nghe kiểu người yêu mình tốt hơn, nó nghe bố mẹ mình tốt hơn, nó giúp mình nói để cho những cái người thân quen của mình trở nên tốt hơn. Vâng. Thì giả sử như là có một cái như này, giả sử em tốt như một cái bàn này, tất cả những cái phần đấy tốt là một cái bàn này, những cái khả năng về mặt truyền đạt thông tin và khả năng lắng nghe em chỉ bằng một cái cốc thôi, thì người ta chỉ nhìn nhận anh như một cái cốc chứ không thể nhìn nhận được một cái bàn được. Tại vì người ta chỉ hiểu đến chừng ý. Tại vì đây là cái khả năng em có thể đưa ra được cho họ. Nên cái việc ở đấy, cái khả năng gọi là truyền đạt và lắng nghe đấy, nó sẽ giúp người ta hiểu được những cái phần value của mình hơn. Thì giả sử mọi người khổ luyện như Lý Tiểu Long nhưng không ai biết, không ai hiểu, hơi phí nhỉ. Để maximize value được thì mọi người nên có một kỹ năng communicate là tốt. Em nghĩ thế. Em nghĩ là cái đấy thì tất nhiên là mình không lạm dụng nó, đúng không? Mình đừng lạm dụng quá. Em cũng không thích những người mà kiểu show off hay là nói quá nhiều đâu. Từ cái từ tính em vấn đề không lạm dụng được đấy. Tại vì mọi người rất là thông minh. Vâng. Tại vì là cái việc nói, mọi người cứ hay nghĩ rằng là nói là một từ đấy, nó tức là trong cái kỹ năng nói nhá, có một tầng sau cùng nữa, tầng như kiểu là hùng biện, tức trở nên nói cho nó rất là hấp dẫn, thú vị hơn. Nhưng về bản chất nó chỉ là cái lớp sau cùng thôi. Cái ý nói là quan trọng nhất, cái hàm lượng của nó là cái nội lực nói là cái phần quan trọng nhất. Và mình không thể tô vẽ, mình không thể fake được cái đấy luôn. Nếu như ai fake nhá, chỉ cần những cái người mà ngang level mình hoặc là hơn level mình một chút, hoặc thậm chí những cái bạn dưới level nghe biết ngay. Khi em phỏng vấn một bạn nào đấy, em sẽ tức là phỏng vấn xin việc ấy, thường là mình phỏng vấn sẽ như cái bạn dưới level mình mà những bạn nào fake ấy, nhận ra phát một luôn, và không bao giờ mọi người làm được cái phần việc đấy. Ví dụ như là khi anh em mình đã phát môn ra bên ngoài như kiểu này, đó là mình nói cho tất cả mọi người nghe, đúng không? Sẽ có những anh rất là giỏi, có những cái anh gọi là idol ấy trong ngành mọi người nghe, hoặc em cũng tương tự như vậy, mình không thể fake được luôn. Vâng. Tại vì đến lúc fake đấy kiểu mọi người sẽ nhìn ra ngay không ổn đấy. Nên là cái việc nói tốt đấy, nó là kỹ năng để mình communicate ra ngoài, nhưng cái bản chất đằng sau là em phải có cái nội lực như một cái bàn đã. Sau đấy mới là việc em communicate để người ta hiểu được em như một cái bàn này, thì đấy là cái cách hiệu quả nhất. Còn bạn nào low key thì có thể là ok, tôi có cái bàn nhưng tôi chỉ là thể hiện một nửa cái bàn thôi, cũng rất ok, nhưng phải là nỗ lực trước, communicate sau đấy. Nên là kỹ năng cũng quan trọng nhưng mà làm nỗ lực trước. Em cũng nghĩ thế. Chung là em khá đồng tình với quan điểm đấy, vì em thấy là thực sự thì em nghĩ cái keyword của chúng ta trong cái buổi ngày hôm nay nó là cân bằng. Cân bằng, đôi khi là mình là cái mình là cái cốc, mình lại thể hiện ra như cái bàn thì nó cũng không được, mà mình là cái bàn mình thể hiện ra cái cốc thì nó cũng không hay. Nhắc thì sao, cơ bản là mình phải cân đối thôi. Còn và quan trọng ở đây là cái nghệ thuật, cái tinh tế của nó là khi nào mình cần thể hiện nó ra cái bàn thì nó ra cái bàn, còn khi nào mình cần thể hiện nó với cái cốc. Tại vì sẽ có những môi trường nhau. Mình chỉ nên thể hiện mình là cái cốc thôi. Em nghĩ là kiểu lúc nào mình cũng đúng là cái bàn đấy, tôi phải thể hiện tôi là cái bàn thì nhiều khi nó hơi bị quá trong cái từng môi trường, trong từng bối cảnh. Thì em có một cái câu hỏi này, em thấy anh cũng có chia sẻ là anh cũng làm việc, có vẻ là cũng làm việc với rất nhiều bạn trẻ, chắc là làm nhiều lead rồi thậm chí tuyển dụng các thứ. Thì anh có nhận thấy là ví dụ các bạn trẻ khi tiếp cận đến cái nghề này, các bạn có cái ảo tưởng gì không? Một chút ảo tưởng trong một kép thì mọi người thường nghĩ đến cái ngành này kiểu nhàn và lương cao. Nhàn và lương cao. Anh không hiểu sao mọi người sinh ra được cái đấy, nhưng mà anh thấy ngành này rất là khổ. Khổ trong ngoặc kép, tại vì như lúc anh nói là bởi vì nó require quá nhiều những cái nhóm kỹ năng khác nhau và mọi người cần biết, nên là làm mọi người sẽ rất là mệt. Và có rất là nhiều bạn, liệu trong team này có một bạn này không? Ngày xưa, ôi em ước gì được làm research, em muốn được có quy trình rồi làm được logic sản phẩm tốt. Ok, vào đây, anh sẽ cho em làm. Ôi người sao làm khổ thế, làm mệt mà. Tại vì tự dưng thống kê đi em. Đi làm, đi làm kiểu nghiên cứu một cái gì đấy đi em. Xác định cho đúng vấn đề đi, xác định sai thì quay lại đây đi làm lại thôi, quay lại nha. Ví dụ thế, mọi người bắt đầu ủi khổ. Thì ban đầu rất nhiều bạn không nghĩ ra cái phần việc đấy, mọi người không biết được rằng là cái nghề này nó cũng khổ. Sao bằng cách nào đấy thì tất nhiên là do là cái sự phát triển nóng của ngành công nghệ trong mấy năm trước, thì nó cũng đẩy cái mức lương của ngành mặt bằng chung có thể là lên cũng bị cao. Thì mọi người cũng có rất là nhiều xu hướng để chuyển sang cái ngành này, nhưng mà anh cũng bảo rồi, cái này nó chỉ là một cái bong bóng thôi. Rồi thì cái ngành công nghệ nó không phải là nó sẽ đi xuống, nhưng mà ý là nó sẽ bị bão hòa và nó sẽ lựa chọn những cái gì tốt nhất còn ở lại, cái gì không tốt thì nó vẫn đi thôi. Kể cả cái mức lương cũng thế. Như anh vừa nói, vì sao anh phải chọn một bạn mức lương ví dụ 30 triệu, trong khi người thị trường lựa chọn một mức lương một bạn 20 triệu nhưng có thể làm được gấp rưỡi bạn 30 triệu đấy. Đấy. Thì dần dần ấy, cái bong bóng em cũng nghĩ nó sẽ trở về với cả cái phần giá thật của nó. Nên là again, quay lại đúng một cái, đó là hãy nâng cấp cái phần capability, cái value của bản thân mình lên cao thì nó sẽ ổn. Chứ mọi người đừng đi vào và nghĩ là kể cả anh đi dạy nó cũng thế,
có rất nhiều bạn kiểu đang làm với nghề khác, tôi nghĩ là ngành này lương cao chuyển sang. Những bạn nào mà hay hỏi anh, tôi phải bảo anh ơi em học xong rồi có xin được việc luôn không, người lương bao nhiêu, anh sẽ tư vấn luôn là em đừng học. Anh tư vấn luôn anh đừng học, chứ không phải là anh bằng mọi giá anh tuyển sinh được mà đâu. Anh không cam kết cái gì đầu được ra đâu em ạ. Anh không nói là em học cái khóa nào xong em sẽ xin được việc, anh sẽ luôn nói là anh ghi trên website luôn nhé, khóa học không kết đầu ra gì cả. Tất cả những cái gì bọn có thể làm được là do cái sự cố gắng của bạn. Anh chỉ đảm bảo là có thể cung cấp cho mọi người những kiến thức chuẩn, kiến thức mà nó sẽ kiểu như là nó có thể đúng, deliver tốt. Còn việc là em hấp thụ nó như thế nào, rồi bối cảnh thị trường thay đổi, anh có thể tư vấn thêm. Nhưng không bao giờ anh có biết một cái gì liên quan đến đầu ra việc đấy cả, vì nó không dễ thế. Kể cả học hết 3 khóa, thậm chí là thực ra trong đầu anh thì nghĩ nhiều thứ. Anh nghĩ ra một kiểu một giáo trình như kiểu học 4-5 năm ấy, hoặc 10 môn, mười mấy môn anh có thể dạy được liên quan đến cái ngành này. Nhưng tất nhiên là anh, bởi vì là sức anh có hạn nên anh cứ mở dần dần, bây giờ mở được có khoảng tầm 3 cái môn khác nhau thôi. Nhưng cái học 3 môn đấy mà vẫn thiếu một đống cái nữa mọi người cần. Nhưng cái câu chuyện của anh là ok, anh sẽ chia sẻ thực tế với mọi người là học cái này xong thì cần học thêm cái gì nữa, và mỗi cái này sẽ đóng góp như nào cho cái mảnh ghép về sau của mọi người. Chứ nó không thể dễ đến được mọi người học vài khóa học nửa tháng, 6 tháng một năm mà tự dưng mọi người enter vào cái ngành. Tất nhiên có thể bắt đầu làm được, nhưng mà để đi xa được thì anh nghĩ là cũng sẽ cần nhiều sức quán hơn nữa. Tức là cái ảo tưởng thường gặp nhất là là về thu nhập và về gọi là cái câu chuyện là nó giống như kiểu em hay gọi cái đấy là xác định nó có một cái đích cụ thể, nhưng thực chất nó không có cái đích. Đúng rồi. Nó là cả một cái hành trình, và có khi là cái thứ mà mình gọi là bắt đầu, tức là giúp cho mình bắt đầu ấy, kiểu nhiều khi nó chỉ là thế, đúng là kiểu bước đầu tiên. Cả cái hành trình sau đấy mình sẽ phải tự gọi là trải nghiệm. Anh còn nói cái câu chuyện là dạy học, em thấy anh có những quan điểm về dạy rất là hay, dạy học rất hay. Từ nãy giờ chắc là từ xuyên suốt cái podcast này chắc mọi người cũng sẽ nhận ra cái câu chuyện, cái quan điểm của anh về dạy học, về phát triển. Thì em muốn hỏi một câu gọi là tôi gọi là gì nhỉ? Tức là đây là một câu để đánh sâu, đi sâu vào cái câu chuyện dạy của anh. Thì anh thấy là ví dụ như trong cái trải nghiệm dạy học của anh so với cái trải nghiệm đi làm đi, phần UX UI này thì anh thấy nó có gì hay, hoặc là có cái gì dở, có cái câu chuyện kiểu vui hay là câu chuyện buồn gì đấy mà anh có thể chia sẻ không? Thật ra buồn thì anh không biết. Thế là có một cái em chắc xem sẽ hỏi sau, nhưng mà em sẽ để lại đây trước. Và giống như ở gọi là gì nhỉ, anh em trong mấy cái ngành thì hay có câu là ôi giời ông này thì làm không làm thì đi dạy, chắc là làm không ăn thua thì đi dạy. Anh nghĩ sao về cái quan điểm đấy? Anh thấy nó bình thường, tại vì là đấy là thực tế. Tại vì khi mọi người đưa ra những cái nhận định như thế thì nó thường đi từ một vài cái case study hoặc là những cái trường hợp mọi người biết. Thì anh cũng nghĩ nó cũng bình thường thôi, cũng không có vấn đề gì cả. Thì anh cũng chả bao giờ again hay là kiểu cảm thấy khó chịu về những cái phần quan điểm đấy. Nhưng mà cái câu chuyện của anh nó sẽ như thế này. Đầu tiên nó liên quan đến cái việc là để vui buồn trước nhé. Hoặc là những cái câu chuyện ở đi dạy với cả việc đi làm. Thì nói chung là đi dạy là vui. Tại vì như anh đã nói rồi, thực ra đi làm ấy cũng vui. Nhưng mà đi dạy ở đây là mình chủ động tạo ra cái sự vui cho mình, tức là kiểu ở đâu anh cũng chủ động, anh đã lọc ra rồi chứ ở đâu anh cũng chủ động, kể cả công ty anh cũng lọc đấy. Tức là anh có một cái nguyên tắc trong cuộc sống nhé. Đó là anh sẽ chỉ làm những thứ anh tin. Đấy là nguyên tắc đấy. Tức là nếu anh mở ra những thứ, anh nói những thứ, anh làm những thứ mà anh không tin, anh sẽ không làm. Tại vì anh sẽ biết rằng là anh sẽ không, tức là như cái nguyên tắc đấy nó đinh từ cái việc nguyên tắc ban đầu của anh, đó là anh phải nghĩ ra những cái gì mà anh có thể làm nó mãi. Nếu không tin không thể làm nó mãi được. Đấy. Nên vì anh làm những thứ anh tin, anh lọc những người anh tin và anh nói những thứ anh tin, nên tóm lại là việc đi dạy đối với anh là rất là vui. Thế thôi. Có những cái không vui nó sẽ liên quan đến công việc vận hành. Bản chất nó vẫn là một cái phần doanh nghiệp bình thường mà. Vận hành, thuế má, rồi những cái câu chuyện khác thì mình vẫn phải điêu linh thôi, tại vì mình xây dựng nó thì mình vẫn điêu linh. Thì đúng nó sẽ là những cái việc không vui lắm, thì anh sẽ cố gắng coi như outsource tất cả những cái gì mà nó cảm khiến anh cảm thấy là không thuộc thế mạnh của mình. Anh sẽ tìm những cái người mà có thể giúp anh làm cái phần việc đấy. Nên anh hay có những chỉ số như kiểu là anh tính xem là cái môi trường anh đang vui ở mức độ khoảng bao nhiêu phần trăm. Thì gần như ở lớp học thì anh sẽ ở mức độ 95% trở lên. Còn ở môi trường công việc anh cũng vẫn theo cái gu đấy, anh vẫn sẽ phải chọn. Đầu tiên anh sẽ chọn, anh luôn biết là anh nên chọn một cái môi trường như thế nào, cái người đấy nó có hợp với cả cái mindset của mình hay không, hay là họ sẽ bị conflict, họ có đang muốn làm một thứ giống mình hay là không, họ có khả năng để thay đổi, hoặc là họ có muốn làm tốt hơn như cái đích mà mình đến hay là không. Sau đó anh sẽ xem là
cái những cái team của mình, rồi mình sẽ training, mình sẽ đào tạo, mình sẽ biến đổi mọi người như nào để mọi người dần trở nên kiểu và tốt hơn và mọi người muốn làm việc tiếp với cả mình. Thì anh cũng liên tục tạo ra những cái phần môi trường kiểu như thế, nên kể cả môi trường ở công ty anh cũng rất vui. Anh có một team mà kiểu mọi người ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều cùng nhau, rồi kiểu được ngồi debate với nhau, là mọi người nhiều khi cũng ức chế nhưng mà đại khái là kiểu cũng rất là happy trong cái phần phần việc đấy. Nên là về mặt văn hóa làm việc thì cũng ok. Thì cái điều khác nhau giữa cái việc đi làm và việc đi học đối với anh nó chỉ là bởi vì cái việc đi học thực ra là tức là cả hai nó đều có một cái biến số gì đấy nhé. Ví dụ việc đi học chẳng hạn thì có một biến số của anh sẽ việc đi dạy chứ, thì cái biến số nó sẽ là mọi người sẽ hỏi một thứ rất ngẫu nhiên. Anh có rất là nhiều học viên, mỗi người đến, tôi có những cái người rất là high level như kiểu là giám đốc CX của một cái ngân hàng gì đấy, hoặc quản lý dự án, hay là giám đốc của công ty cũng đi học rất là nhiều. Tại vì bản chất mọi người khi hiểu là bản chất UX nó chính là cái cách làm sản phẩm, mọi người cũng đi học, thì mọi người hỏi những cái có thể anh chưa từng nghĩ tới, thì nó là một sự rất là ngẫu nhiên ban đầu. Anh rất sợ cái việc đấy, anh sợ bảo ủa sao mình trả lời được hết nhỉ. Về sau thì anh không sợ việc đấy nữa, không phải là vì anh trả lời được hết, mà bởi vì anh phát hiện ra là cái việc ngẫu nhiên đấy nó rất là thú vị, nó sẽ liên tục challenge anh theo kiểu là có những cái khác đang nghĩ, đang hỏi mà mình chưa biết, hoặc nếu mà mình đã biết rồi thì mình sẽ hệ thống lại để mình trả lời cho họ. Thì về sau những cái câu hỏi ngẫu nhiên đấy anh siêu thích luôn. Đấy là vì sao mà hôm em gửi cho anh cái phần bảng câu hỏi ấy, em bảo thôi không cần gửi đâu. Bởi vì thực chất hôm nay em cũng hỏi ngẫu nhiên siêu nhiều mà. Cũng ok, bởi vì là em rất thích cái sự ngẫu nhiên này luôn, tức là ok nó anh tức là anh sẽ không chuẩn bị trước cho nó. Nó sẽ rất là real, anh có thể hỏi bất cứ thứ gì, anh sẽ trả lời cái phần thứ đấy. Hoặc nếu anh không biết anh bảo là anh không chắc, it's ok. Thì khi đi dạy nó cũng thế, anh đương đầu rất là nhiều những cái câu hỏi. Về sau mới dạy là ok, mọi người hỏi làm anh rất là enjoy. Anh chả biết mọi người định hỏi một cái gì cả. Mỗi người đến với một background khác nhau. Có những bạn đến học như kiểu là một kỹ sư đồ nhựa đi học. Có những bạn làm bán hàng Vinmart đi học, kiểu vậy. Thì là mọi người hỏi nhiều thứ lắm, anh cũng không thể lường trước được hết luôn đấy. Nhưng cái sự ngẫu nhiên để làm anh khá là vui. Còn ở công ty thì nó sẽ như thế nào? Nó cũng là sự ngẫu nhiên. Nhưng mà ý là không phải ngẫu nhiên, nó là một sự biến động. Tại vì là những cái bài toán kinh doanh mình cần giải quyết, đúng không? Ok, kế hoạch đầu năm khác, 3 tháng sau thì hóa hoàn toàn rồi. Tự nhiên chắc đi từ đời, kế hoạch của mình nó có thể khác. Một cái động thái thay đổi của đối thủ khác, mình cũng có thể sẽ phải khác. Đó, thì cái sự thay đổi đấy sau những cái vấn đề nó liên tục phát sinh ra, khi bọn anh release một cái phần phiên bản mới, thì những vấn đề, tức là những cái nghiên cứu của phiên bản cũ bọn anh bắt đầu chỉ còn 30% bắt đầu còn dùng được, 70% nó là những thứ mới. Thì những cái nó cứ mới, thử thách nó liên tục đấy, thì nó là cái mà khác biệt trong cái phần môi trường làm việc. Và đi giải quyết nó, tại vì anh bảo rồi, bản chất design của bọn anh chính là nhìn các cái vấn đề thì ra một cái cơ hội gì đấy. Có vấn đề tức là mình đang có giá trị đấy cần làm. Còn nếu nó không vấn đề gì nữa thì nhớ để làm gì, đúng không? Nên anh sẽ luôn nhìn thấy, anh sẽ thấy là ok, đôi khi thấy khổ, đôi khi thấy mệt, đúng. Nhưng mà hầu hết các trường hợp anh sẽ thấy là ok, mình sẽ nên làm một cái gì ở đây. Và lúc đấy thì bạn sẽ đi tiếp tục là cứ giải quyết cái vấn đề đấy. Thì đấy là cái khác biệt trong những cái môi trường đi làm và môi trường đi học. Còn cái câu chuyện của anh, ví dụ là cái ý thứ hai khi em hỏi là cái việc là mấy cái ông mà đến giai đoạn nào thì bắt đầu đi dạy. Đúng, tất nhiên là khi mà có những người mà họ thực sự yêu thích cái việc dạy, có những người đối với việc dạy họ là cái việc kiếm tiền thuần túy, thì anh không biết mọi người như thế nào, thì anh chỉ có câu trả lời cho anh thôi, đúng không? Đấy, anh làm vì anh vui nữa. Tất nhiên là nó có thu nhập rất là cao và thu nhập tốt từ cái việc đi dạy của anh, nhưng về bản chất nó là phải là cái anh vui đó. Và anh, đấy là lý do tiếp theo mà tại sao mà anh cố gắng ôm đồm nhiều thứ. Tại vì anh rất thích là mình phải làm những thứ rất thực tế và mình mang thực tế đấy ra bên ngoài. Anh rất ghét nói lý do, nói một cái lý thuyết gì đấy nhé. Anh sẽ thấy là lý thuyết đối với anh siêu dễ luôn. Anh chỉ cần tìm được những nguồn đúng, những cái giáo sư đúng, những cái phần giáo trình đúng, xong lý thuyết thôi. Nhưng câu chuyện là lý thuyết đấy nó sẽ như thế nào ở đây, nó sẽ được apply như thế nào, một cái dòng được đấy, một cái gọi là sáng tạo được hiểu như thế nào khi làm một chiếc cốc này, đấy nó gọi là thực tế. Thì cái điều anh thích ấy, nó là cái việc là anh convert những cái thực tế, xong convert những cái hàn lâm vào những thứ để mọi người có thể hiểu. Thì đấy là lý do vì sao mà anh vẫn sẽ làm những sản phẩm thực tế, và anh vẫn sẽ biến những cái thực tế đấy thành những cái mà để giúp mọi người có thể hiểu hơn. Đó, thì đấy là cái phần triết lý và cái quan điểm về mặt giáo dục và đi làm của anh. Anh nghĩ là cái đấy là một cái triết lý rất hay. Tức là em vẫn luôn nghĩ là đấy, mình làm bất cứ thứ gì mình nên có một cái triết lý và một cái niềm tin cho nó thì mình sẽ đi được xa. Đúng rồi. Thông thường ví dụ như nếu mình làm chỉ vì bây giờ nó đang hot, đang thịnh hành hay gì đấy thì hoặc là ví dụ mình làm mà cái nền tảng hoặc cái tư duy sâu xa mình thì nó không làm mình thấy vui ấy, thì đúng em rồi. Nghĩ là nó rất là dễ bỏ. Tính của em thì em cũng là một người theo kiểu như vậy, em thích làm những thứ em làm, có những thứ mà em chả
cũng chả kiếm được lợi lộc gì đâu, còn mất tiền cho nó, hầu như lại mất tiền là chính. Nhưng mà kiểu mình cũng theo đuổi nó bao năm trời và mình làm rất là kiểu chỉnh chu, thử rất là học hành cho thứ để làm, mình sẵn sàng bỏ tiền bỏ công bỏ sức để làm. Thì em thấy rằng là tức là đôi khi nó phải như vậy, nó phải như vậy thì mình mới đi xa được. Và đôi khi chả biết được, đến khi mà mình đi xa đến một cái ngưỡng nào đấy thì có khi đến một thời điểm bất kỳ nào đấy mình không biết. Mình bây giờ mình chưa thể là đóng đinh mình sau này mình sẽ như nào đóng cả. Đinh đấy thì em thấy là cái quan điểm của anh về câu chuyện dạy và học các thứ anh nghĩa rất là hay. Và em cũng rất là hy vọng rằng là cái business hay là cái hướng đi đấy của anh nó sẽ tiếp tục phát triển. Vì phát triển đây nó không chỉ giúp cho cá nhân anh mà em nghĩ là nó cũng sẽ giúp cho nhiều người có cái mindset đúng đắn hơn và nhiều người có cơ hội hơn ấy. Vì em nghĩ là cái ngành UX UI này là một ngành rất là quan trọng, đặc biệt là với tốc độ phát triển của các phần mềm cái thứ như bây giờ thì mình thấy càng ngày xã hội nó càng có nhiều vấn đề phải giải quyết ấy. Em muốn nhìn UX UI thêm cái phương diện là người đi giải quyết vấn đề nhiều hơn, đúng là rồi. Một người kiểu sử dụng công cụ để vẽ vời hay là làm ra cái màn này màn nọ. Thì em nghĩ là xã hội càng ngày phức tạp, nó thay đổi liên tục và rất nhiều người, rất nhiều người có thể là bây giờ anh em mình thì có thể là anh em mình cũng stay tương đối up to date đúng không? Tức là mình vẫn gọi là nắm được các cái trend rồi biết được thế giới vận hành thay đổi như nào, nhưng mà có rất nhiều người em nghĩ là sẽ dần dần là họ bị mất kết nối ấy, và họ sẽ rất cần những người có thể đưa ra các cái giải pháp nào đấy để giúp họ được. Ví dụ như bây giờ bố mẹ em chẳng hạn đúng không? Nếu mà so sánh về câu chuyện công nghệ thứ này nọ, cái thời bố mẹ em và bây giờ mình thì hình dung ở 10 năm nữa chẳng hạn thì chắc là nó sẽ rất là khác. Sẽ phải có những người nào đấy giải quyết những vấn đề để giúp cho những người như kiểu bố mẹ em chẳng hạn sẽ vẫn có thể tiếp cận và thừa hưởng với những cái tinh hoa của công nghệ hay là của sự phát triển xã hội mà không bị cảm giác như là đôi khi là không bị tụt lại phía sau, tụt lại hoặc bị nhiều khi là bị lợi dụng với mục đích xấu luôn đấy. Điều đấy thì em nghĩ càng ngày những cái vai trò của công việc này nó sẽ càng quan trọng hơn. Và em nghĩ là những cái với cái mindset, với cái cách tư duy và cách anh nhìn nhận vấn đề thì em tin là những thứ mà anh truyền đạt hay là chia sẻ với các bạn nó cũng sẽ góp phần giúp cho cái tương lai đấy nó tốt hơn. Đó thì cho em còn một câu hỏi cuối cùng thôi. Ok. Vì mình cũng đã nói chuyện, em cũng tương đối lâu rồi. Một cuộc nói chuyện em nghĩ rất là nhiều thông tin thú vị, rất nhiều cái mà em cũng học được. Thì em có một câu hỏi cuối cùng là nếu bây giờ có một lời khuyên dành cho chính bản thân của lúc bắt đầu theo đuổi cái sự nghiệp này thì anh sẽ khuyên gì? Vì em nghĩ rằng đấy là một lời khuyên mà tất cả các bạn khán thính giả đang xem chương trình podcast này có lẽ là cũng tầm tuổi là sinh viên mới ra trường hoặc là mới bắt đầu sự nghiệp sẽ rất muốn nghe. Ok. Anh thỉnh thoảng cũng nghĩ về việc đấy. Anh cũng nghĩ là ok, nếu anh có thể làm gì khác để trở nên tốt hơn không? Thì thực ra là khả năng cao nó là không. Tại vì là anh sẽ thấy là rất nhiều cái nó sẽ đến tương đối thuận kiểu cái tự nhiên trong cái phần giai đoạn đấy. Tức là nếu mình có cố gắng già trước tuổi mình biết nhiều hơn thì chắc nó sẽ tốt hơn. Nhưng có một cái nếu mà anh muốn làm thì nó sẽ là như thế này. Mọi người phải sinh tồn được trước. Tức là em phát hiện ra nhé, mọi người sẽ có hai cái trường phái. Đó là liên quan đến việc là đấy, những cái balance hồi nãy, cái keyword balance hôm nay rất là hay. Có một cái trường phái đó là mọi người cứ làm những cái việc mà mọi người tin rằng nó tốt. Ví dụ như là giả sử bây giờ bạn nào vào ngành sẽ bảo ôi anh Trung anh nói hay, xong rất nhiều người nói hay về cái việc ngành nó thú vị như thế, và mọi người cứ muốn làm những việc tương tự như anh đang làm. Nhưng đôi khi là cái môi trường cái mọi người làm nó chưa phát triển đến mức là mọi người được phép thời gian làm research. Mọi người không phát triển đến việc là mọi người được suy nghĩ, mọi người được triển khai ra chẳng hạn. Thì ngày xưa anh cũng thế. Cái môi trường đi lên nó cũng khổ như thế, nhưng bây giờ mọi người nó cũng không khác biệt nhiều lắm đâu. Nên cái keyword đầu tiên anh nghĩ là mọi người phải sinh tồn trước đó. Tại vì theo thuyết tiến hóa, mọi người phải sinh tồn được thì mọi người mới tiến hóa được. Cái chọn lọc tự nhiên nó chỉ chọn ra những cá nhân mà đang sinh tồn được và có cái đặc điểm tốt hơn những đặc điểm khác. Thì nên anh khuyên mọi người là ok, nếu giả sử mọi người chưa ở trong một cái phần môi trường, hoặc là bản thân anh cũng thế, khi mọi người chưa ở trong một cái môi trường lý tưởng, mọi người có một người sếp không hiểu về công việc của mình, có những khách hàng không hiểu, có những đồng nghiệp không hiểu, và bản thân mọi người chưa đủ kỹ năng để mà làm, thì mọi người vẫn phải làm một việc, đó là sinh tồn, đó là làm việc của mình và cố gắng làm thật tốt. Có thể mọi người không biết mình thích gì, chả làm sao. Cái việc ai đấy biết mình thích gì là một chuyện rất là khó. Số hiếm anh thấy là ít người biết là mình thích gì hơn. Đừng cố gắng đi tìm đam mê, kệ mẹ nó đi.
À sorry mình bíp bíp. Đừng quá đi tìm cái đam mê của mình. Cái việc của mọi người nên làm, việc của anh nên làm, đó là cái việc là hãy làm tốt việc của mình và hãy làm tốt nhất có thể. Khi mình đã làm tốt được nó thì tự dưng mình sẽ thấy là cái góc nhìn của mình mỗi ngày nó cao lên một chút. Những cái người tin mình mỗi ngày nhiều hơn một chút. Và khi mình làm được điều đấy, tự dưng mình sẽ lọc ra được là ok, mình cần làm những cái gì, không nên làm những cái gì. Thì đối với anh cái việc đấy, ví dụ anh hay nói lại việc anh thích ấy, thì thực ra mãi sau anh biết được là chính là anh thích cái gì. Ban đầu nó chỉ là một cái cảm giác thôi. Nhưng cái việc gọi là anh nên duy trì và làm nó tốt sớm hơn nữa, đó là cái việc là anh có tiêu chuẩn công việc cao đi, làm thật tốt đi, đừng bao giờ ngại đến việc của bạn hay là không, hãy cứ làm nó. Tại vì là kể cả là cái mức lương ngay lập tức đấy nó chưa trả cho bạn, nhưng cái value trong vòng 5, 10, 15 năm tới kiểu gì nó cũng quay trở về bạn, đừng có lo, hãy cứ làm tốt, đừng có toan tính gì. Thì anh nghĩ đấy là cái lời khuyên anh dành cho chính bản thân mình nhiều năm về trước. Em cũng rất đồng cảm với cái lời khuyên đấy, vì đấy cũng là lời khuyên mà em cũng dành cho bản thân mình. Vì em thấy là sau quá trình đấy bao nhiêu năm làm thì em nhận thấy có một cái là ok, tìm đam mê hay là tìm ra cái mình thích. Kể cả em có bảo là em thích làm spy room chứ nữa, thì trong khi làm spy room em vẫn đấy, làm không thích. Chắc phải tầm 90% 95% mất là những thứ mình không thích. Đúng rồi. Đâu phải lúc nào mình cũng được thích đâu, mà hầu như một ngày của mình thì nó xoay quanh những thứ mình không thích. Đúng nên rồi. Nên được, và cái câu chuyện là gì đẹp, tức là mặc dù tôi không thích một cái gì đấy nhưng mà tôi vẫn làm nó đến một cái tiêu chuẩn của tôi. Đúng rồi. Nó là một dạng năng lực. Đúng rồi. Và em thì em là người như thế, em sẽ luôn luôn nghĩ là tôi thà tôi không làm, nhưng một khi tôi đã làm gì đấy tôi không thể làm theo kiểu tôi mà làm kiểu cho xong rồi tôi ngưng ngay. Ok, kể cả cho xong thì tôi vẫn phải đạt được một cái mức tiêu chuẩn nào đấy mà tôi cảm thấy thoải mái thì tôi mới làm được. Chứ cần ví dụ như tôi làm theo kiểu dụ tôi lau cái bàn này thôi, mà em riêng tính của em lau cái bàn thôi mà em cứ kiểu để mà xong thì em cũng không chịu được. Tức là đôi khi em nghĩ là đấy là cái thứ mà mình hình thành và mình đặt cái tiêu chuẩn cao dần dần dần. Em rất là thích cái câu của anh là đến cuối cùng thì giá trị nó sẽ quay trở lại với chính mình thôi. Đúng. Vì tất cả những thứ đấy mình có thể nói rằng là tôi làm những thứ đấy không có ai nhìn tôi cả. Ví dụ tôi lau tự lúc tôi một mình tôi lau cái bàn này thì làm gì có ai nhìn chứng kiến cho tôi để mà thấy tôi cố gắng. Nhưng mà em nghĩ cái đấy không đúng. Thực ra những người tinh tế và những người mà có một cái tức là những người đã từng trải qua những cái mindset hoặc là cái cách nhìn như vậy thì người ta sẽ nhìn thấy cái đấy rất dễ từ những cái thứ rất nhỏ. Giống như em thế thôi, em sẽ nhìn từ những thứ rất nhỏ, từ nhân sự hay là từ những người mà em gặp. Em chỉ nhìn những cái thứ, những cái hành vi hay là cái hoạt động rất nhỏ người ta thôi, chứ chẳng ai kiểu mà thông thường những cái đấy mới là những thứ mà thể hiện rõ con người nhất. Chứ không phải là ví dụ những thứ kiểu tôi chuẩn bị cho buổi phỏng vấn này thì tôi hoàn toàn có thể kiểu chuẩn bị hoặc là tôi làm đủ thứ, tôi nghiên cứu, tôi research cho đúng cái trường hợp đấy, tôi vẫn có thể thể hiện ra nó khác với con người thật của tôi. Nhưng mà trong cuộc sống hay trong công việc, không, từng cái việc nhỏ, cách mình đi đứng, cách mình xử lý một cái vấn đề nhỏ, nó sẽ là những cái thứ mà em luôn luôn nhìn vào. Và em nhìn vào em thấy là thực ra đấy, thế nên là mình sẽ phải luyện để nó thành một cái bản năng của mình. Đúng một rồi. Cách tự nhiên, chứ không phải là lúc mình cố gắng gồng lên để gọi là vượt qua được cái vòng phỏng vấn hay vượt qua được cái này, thì thực ra về lâu về dài thì nó lộ ngay, cái kim trong bọc đấy lâu ngày nó cũng lòi, không thể nào tránh được. Đúng rồi. Chứ mà em cảm thấy đây là một cuộc nói chuyện rất hay, càng về sau nó càng hay. Em nghĩ là đấy cũng là một điều gọi là mà anh em mình đã rút kinh nghiệm, đúng là dân làm sản phẩm lúc đầu là nó sẽ có những thứ gọi là khớp không gì đấy. Nhưng mà nếu mà các bạn mà xem đến thời điểm này thì các bạn chắc chắn sẽ nhìn thấy là cái vibe hay là cái nó match nhiều hơn, cái mức gọi là năng lượng, nó cái matching về mặt năng lượng là nó càng về sau nó lại càng hay hơn. Thì em cũng rất cảm ơn anh Trung là vì hôm nay đã đến chia sẻ với em, với cá nhân em và với các khán thính giả của Người Trong Môn Nghề một cái chủ đề rất là hay liên quan đến công việc một phần thôi, nhưng mà em nghĩ là những cái thứ liên quan đến mindset, những tư duy về phát triển, xử lý vấn đề, giải quyết vấn đề, em nghĩ là các bạn sẽ học được rất nhiều thứ thú vị từ cái cuộc chia sẻ này. Chắc là để nói một lời cuối chào tạm biệt hay là gửi gắm gì đến các bạn khán thính giả Người Trong Môn Nghề thì anh sẽ nói gì ạ? Ok, đầu tiên anh sẽ cảm ơn với anh thêm một lần nữa, tại vì là cũng nhờ những câu hỏi đấy hết sức kiểu ngẫu nhiên của em cũng làm cho anh có một dịp nữa để anh kiểu hệ thống lại những cái gì mà bình thường anh có thể nghĩ hoặc là anh không nghĩ luôn, nhưng mà tại vì em hỏi nên là anh sẽ có thể gọi là nói ra cho nó, và hy vọng rằng là những cái thông tin đấy thì như anh nói là anh có thể deliver được và nó cung cấp cho mọi người một chuyện gì đấy để mọi người có thể tốt hơn một chút xíu. Đó,
thì hy vọng là những cái phần giá trị đấy có thể đến được với cả những cái bạn đã dành thời gian, đặc biệt là đến những cái giờ phút cuối của cái phần podcast này. Nếu mọi người có cảm thấy là phần nào mọi người cảm thấy relate, có những phần nào mọi người cảm thấy là nó có cái value tốt, tích cực cho cuộc sống của mình, thì anh rất là vui khi mà anh gọi là cảm nhận và có thể biết được những cái chuyện này đang diễn ra. Cảm ơn anh đã cho anh cái phần cơ hội này. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào trong một số người trong một ngày tiếp theo.